chào tất cả các quý khán giả. Những cái buổi lần trước thì đã nói chuyện với các thính giả rồi và cô Trâm cũng đã có cho in đĩa. Thì chúng ta hôm nay không nhắc lại những cái kiến thức cũ mà đã được phổ biến. Thế thì hôm nay thì như chúng ta đã biết lần trước là về con đường đau khổ nhân loại. Thế còn lần này thì chúng ta sẽ nói là làm thế nào chúng ta bước vào cái con đường hạnh phúc, thay đổi để bước lên con đường hạnh phúc. Thế thì nếu mà chỉ hô khẩu hiệu chung chung thôi thì nó không giải quyết những vấn đề gì. Tôi đến đây không để nói với các bạn rằng là làm cái này không làm cái kia, ăn cái này không ăn cái kia. Những cái câu khẩu hiệu đấy thì ở trong các sách nó rất là nhiều. Mà bây giờ chúng tôi muốn là các bạn ở cái mức độ phải nói là phổ cập nhất, hiểu được cách mà cơ thể nó làm việc, cách mà cơ thể nó làm việc và nó tự bảo vệ nó. Thế thì cơ thể nó có một khả năng kỳ diệu nhất mà được tạo hóa ban cho là nó có cái năng lực tự bảo toàn phát triển cơ thể. Thế cái năng lực tự bảo toàn phát triển của cơ thể này thì như các bạn đã thấy là trong mọi bộ phận, ở mọi cấp độ của cơ thể, sự sống làm việc không ngừng nghỉ để tự bảo toàn và kiến thiết vương quốc của mình, duy trì bảo dưỡng hoạt động của các cơ quan. Thế thì cái này thì có thể dễ dàng là hiểu được qua những thí dụ là chúng ta bị đứt tay chẳng hạn, thì là tay là cơ thể nó sẽ dần dần là nó sẽ tự liền lại nối các vết đứt, xương gãy là nó sẽ nối lại các cái nối liền lại xương gãy. Như vậy cơ thể nó có một khả năng là tự chữa lành tất cả những cái vết thương tổn thương mà do một lý do nào đấy bị hỏng. Kể cả một số cái tổn thương nó không phải là tổn thương thực thể như là gãy đứt ra mà nó là chỉ là cái chức năng nó suy thoái đi, thì cơ thể cũng luôn luôn cố gắng phục hồi. Tức là chúng ta đang nói về những cái chức năng mà không nhìn thấy được tổn thương, là suy thận, suy gan, rồi là tuyến tụy suy sinh ra tiểu đường, rồi là tim suy tim, tất cả những cái đấy thì cơ thể nó luôn luôn nó cố gắng tự sửa chữa và bảo toàn. Thế thì các hoạt động đó chia thành là xây dựng phát triển, tự chữa tự tái tạo, thứ hai là sự đề kháng, và thứ ba là sự làm sạch môi trường bên trong và duy trì cái nội môi tốt. Chúng ta sẽ đề cập vào dần dần vào từng cái mục một. Thế cái sự xây dựng phát triển, sự tự chữa tự tái tạo tại sao nó nhiều thế? Bởi vì nó có rất nhiều những cái hoạt động của cơ thể, nhưng tựu chung lại là nó là bồi đắp vào và nó xây dựng. Ví dụ như là một cái đứa trẻ lớn lên thì cơ thể nó sẽ biết là nó sinh sôi, nó bù đắp vào cơ quan nào, vào xương nó tăng dần lên độ dài, rồi cơ bắp phát triển, đó là sự xây dựng phát triển. Rồi là nếu mà bị hỏng hóc, rồi bị hỏng bị gãy đứt thì là nó cũng tự chữa tự tái tạo. Sự đề kháng thì không nói thì các bạn cũng hiểu rồi, đó là cái sức khả năng của cơ thể chống chọi lại các cái tác nhân mà có hại cho nó đó. Có thể là từ bên ngoài, có thể là từ bên trong. Và cuối cùng sự làm sạch môi trường bên trong, tức là sự thanh thản cơ thể, duy trì nội môi tốt. Bây giờ chúng ta đi vào từng khả năng một. Và có một điều đặc biệt là khi chúng ta ngủ thì lúc đấy sự sống chúng ta thực sự là không ngủ. Lúc đấy là các hoạt động tái thiết, tự bảo toàn phát triển, thanh thải lọc lại là mạnh nhất, tự làm sạch lại là mạnh nhất. Đấy là lúc mà thần kinh ta yên tĩnh thì tự cơ thể, tự sự sống bên trong cơ thể nó tự làm cái việc đấy. Và lúc đấy chính là điều kiện thuận lợi nhất để nó làm tất cả những việc đấy. Thứ nhất, năng lực tự làm sạch bên trong cơ thể. Thế cái sự sống bên trong cơ thể nó luôn hướng tới việc tạo ra môi trường nội môi tốt nhất cho nó theo tiêu chuẩn huyền bí tự nhiên cài đặt trong cái mật mã thông tin di truyền. Thế chúng ta không thể hiểu được là cái chuyện đấy là tại sao cơ thể nó cứ duy trì một cái môi trường bên trong như thế, và mình không bao giờ mình cảm nhận được nó đang làm việc đấy, nhưng thực ra nó đang làm. Mà cái đấy theo tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn đấy là huyền bí, người thường không thể hiểu được, chúng ta không bao giờ hiểu được, kể cả khoa học không bao giờ hiểu được, mà nó cài đặt trong mật mã thông tin di truyền. Nếu mà ai có những cái mật mã thông tin di truyền tốt, tức là gen hoàn hảo, thì cái khả năng tự làm sạch, tự duy trì nó càng hoàn hảo. Như vậy nó là nằm ở trong những mức sâu kín nhất ở trong cái trường thông tin con người, là trong mật mã thông tin. Thế cơ thể làm sạch như thế nào? Thì bây giờ cơ thể làm sạch nó có nguyên tắc rất đơn giản để nhận biết là những cái gì trong người thì nó sẽ phân biệt là cái gì là rác và nó sẽ loại ra. Vậy rác nó phân biệt cách nào? Tất cả những gì không cần cho cơ thể là rác. Và nguyên tắc nữa là không phải bạn, tức là thù. Vậy thì điều đấy cũng làm chúng ta suy ra rằng cái gì không tham gia quá trình trao đổi chất mà tạo năng lượng cho cơ thể và không dùng để xây dựng tái tạo thì là rác. Và cơ thể, chứ cơ thể nó không hơi đâu, tức là sự sống trong cơ thể chính xác hơn, nó không hơi đâu mà phân biệt là nó có một cái bộ ảnh nhận diện cái gì là rác đâu.
Nếu thế thì có hàng triệu loại rác, làm sao nó có bộ ảnh? Nó chỉ cần biết là tôi chỉ có ảnh của những người là bạn, và cứ khác người đấy là tôi loại ra. Như vậy cho dù có một số chất đôi khi có thể được sử dụng để xây dựng lên cơ thể, để tái tạo như là axit amin, nhưng cơ thể không dùng đến cũng là gì? Cũng là rác. Tức là không dùng đến vì là thừa. Chẳng hạn chúng ta ăn thừa vào, nhưng mà cơ thể nó không biến thành cơ, không biến thành gân, không biến thành xương, thì là thừa, thì là rác. Ngay cả đường mà không dùng đến cũng là rác. Vitamin chúng ta uống, chúng ta sẽ có nhiều hơn về những cái bài nói chuyện về vitamin này. Nhưng trước tiên là ở đây chúng ta nói mới là đến không dùng đến. Nhưng còn có một số cái thì người ta cứ bắt khuyến cáo, người ta tống vào người, nhưng thực ra là không dùng được. Cơ thể nó không hiểu nổi là phải dùng cái đó như nào, bởi vì nó là chất nhân tạo, thí dụ. Thế thì nó cũng gọi là rác. Vậy thì nguyên tắc cơ bản đầu tiên chúng ta nhớ là tất cả những gì không phải bạn tức là thù. Và tất cả những gì không cần cũng có thể là rác. Kể cả axit amin. Rác thì được các tuyến của chúng ta thải ra, được gan thận ruột ra, tuyến mồ hôi, phổi, các niêm mạc đường thở. Chúng ta biết các niêm mạc đường thở là bắt đầu từ lỗ mũi trở lên, và bắt đầu là các niêm mạc lúc đấy chỗ đấy không có da, bắt đầu đi vào họng và các đường miệng, tức là bắt đầu niêm mạc nó không có da vào phổi. Thế thì đấy là đào thải ra. Thí dụ như là các niêm mạc mũi thì nó tiết ra chất nhầy, nó đào thải, đúng không? Trong mồm thì tiết ra đờm rồi dãi các thứ, bằng tất cả cái đấy nó đào thải. Mồ hôi tiết ra. Phổi cũng thế, tiết ra các chất nhầy, chúng ta ho ra các thứ đờm ra, đúng không? Đấy là. Còn gan thận chúng ta biết rồi, tất cả các chất độc vào được gan xử lý và xử lý thanh thải chất độc, và cuối cùng là qua thận để tống hết ra ngoài nước tiểu. Ruột cũng thế, cũng dễ hiểu rồi, đó là những chất thải cặn bã rắm, phải không? Và những gì nó lọc ngay từ thức ăn ra, không dùng được cho cơ thể là tống ra ngoài. Như vậy chúng ta thấy tiếp nhận vào người càng nhiều rác, các cơ quan đào thải càng mệt. Điều đấy rất dễ hiểu. Càng mệt thì càng sớm suy kiệt thoái hóa. Bây giờ chúng ta phải chấm dứt cái suy nghĩ cho rằng là bệnh tật là do số phận, do số thứ đen vào. Chẳng hạn bây giờ một người bảo suy thận, sao số thứ đen thế này? Làm gì có cái chuyện đấy. Tạo hóa đã ban cho anh một quả thận bình thường đẹp đẽ, phải không? Làm việc rất tốt, thì tại sao bỗng dưng nó lại bị suy kiệt? Bởi vì là nó phải làm việc tống rác ra quá nhiều. Tống rác quá nhiều. Và thứ hai nữa là đưa rác quá nhiều vào người thì đến mức mà ngay cả các cơ quan thanh thải của chúng ta không thải ra nổi, thì cuối cùng sẽ dẫn đến hiện tượng là tích lũy rác. Tức là mặc dù nó đã cố gắng và nó cũng suy kiệt lắm rồi nhưng vẫn không xuể. Và cuối cùng thì đi đến hiện tượng là đóng cặn bã trong các cơ quan. Đó là sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, các cái khối bám vào trong các thành ruột non, ruột già của chúng ta, không? Những cái chất vữa sơ động mạch bám đầy trong các thành mạch chúng ta, không? Rồi rất nhiều các thứ rác khác nằm sâu ở trên, ở dưới tận mức trong tế bào nữa, chứ không phải là trên các cơ quan, trên thành mạch, trên các cái ruột, gan, thận nữa, mà nó còn sâu ở tầm tế bào nữa. Thế như vậy hiện tượng đóng cặn bã trong các cơ quan và dẫn đến là viêm nhiễm, ho hen và ốm yếu. Như vậy từ đó ta suy ra một điều rất dễ dàng là rác là các chất màu, vị, mùi phụ gia thực phẩm tổng hợp, các chất kích thích vào mọi loại thuốc. Bởi vì sao? Bởi vì nó có dùng để tạo năng lượng cho cơ thể đâu. Chúng ta đều hiểu một cái điều nó dễ dàng đến như thế rồi, là cái chất màu trong cái chai nước sinh này là màu đỏ, cơ thể có dùng cái đấy để trao đổi chất không? Cái này lại cần phần bài khác mà thời gian chúng ta không đủ. Thì chúng ta cần phải xem trao đổi chất gì. Cơ thể chỉ dùng glucose để tạo ra năng lượng thôi. Và nếu mà cần để xây dựng tái tạo thì nó cần axit amin. Như vậy cái chất màu đấy nó có dùng làm việc gì không? Không. Thế thì nó là rác gì? Và thận sẽ phải làm việc gọi là hao tổn sinh khí vào một cái năng lượng rất quý giá của sự sống để tẩy ra. Một cái viêm tinh vi trong hương xe này có một cái chất nhuộm màu trong đấy là chất màu vàng. Tất nhiên là không dùng được trao đổi chất được, chỉ làm cho nó đẹp thôi. Thế thì cơ thể cũng gọi là rác, lại còn chất sủi nữa, vâng. Chất sủi đó là bicarbonate natri, tất cả những cái đó là rác hết, vâng. Những cái kẹo cao su ăn vào thì có một chất là ngọt tổng hợp, không phải là đường, mà cái chất đấy là chất tạo ra vị ngọt thôi, nhưng nó không tham gia bất kỳ quá trình trao đổi chất nào cơ thể. Cuối cùng chỉ khổ anh gì, anh thật thôi, vâng. Thuốc tây thì thế, tất cả thuốc tây không tham gia quá trình trao đổi chất, nó đều là chất độc. Và cuối cùng, bây giờ chúng ta đã hiểu là tại sao quả thận chúng ta là bị suy kiệt, tại sao cái gan chúng ta là bị suy kiệt. Như vậy là mọi chất màu, vị, mùi phụ gia thực phẩm để cốt làm cho tất cả những thực phẩm đấy nó
nó đẹp đẽ hơn, nó bốc mùi thơm hơn và nó ngon hơn, thì tất cả đều rác. Và cuối cùng là chúng ta phải trả giá bằng sự suy kiệt các cơ quan thanh tra. Đó, thế thì bây giờ chúng ta đi tiếp nữa. Thế thì trong cuộc đời chúng ta nó có quá nhiều lầm lạc. Và thứ nhất là lầm lạc số 1 là vitamin và chất vô lượng, vi lượng tổng hợp bổ sung rất tốt. Đây là một cái điều lầm lạc rất lớn của nhân loại. Và tại sao lại có cái điều lầm lạc đấy? Tất cả là do quảng cáo. Tất cả là do quảng cáo, nó đã tiêm nhiễm vào đầu chúng ta là chúng ta rất thiếu vitamin và chúng ta rất thiếu các chất vi lượng và vì thế chúng ta ốm. Nhưng thực ra các bạn đã có thể đoán được ra rằng chúng ta ốm có phải vì thiếu vitamin và thiếu các nguyên tố vi lượng không? Không, mà do các hoạt động của chúng ta nó đã bị suy kiệt rồi, cơ thể nó ngập rác nhiễm độc rồi. Tất cả những cái này tôi có thừa các cái kiến thức, thừa các báo cáo khoa học, thừa các công trình nghiên cứu khoa học của các nước tư bản, là những nước sản xuất ra và áp đặt cái lý thuyết về vitamin tổng hợp và chất vi lượng bổ sung này, thì luôn có những cái nhà khoa học, bác sĩ có lương tâm, họ đã làm rất nhiều công trình nghiên cứu và khẳng định rằng vitamin tổng hợp là vô ích, hoàn toàn vô ích, tức là không có một tí tác dụng nào cả. Như thế thì không những nó chỉ vô ích mà nó còn có hại, bởi vì không có tác dụng gì mà lại đưa vào người thì thành ra gì? Là rác, rất dễ hiểu. Xin nhắc lại, thời gian không có đủ, tôi có thừa các công trình khoa học của các bác sĩ và nói rằng tất cả những nguyên tố bổ sung vi lượng này là canxi uống vào để làm gì? Chúng ta loãng xương không phải do chúng ta thiếu cái nguồn canxi vào, mà chúng ta đã không dùng được canxi, hoặc là chúng ta tự thải bớt canxi của chúng ta ra. Nhưng mà nếu mà đưa canxi tổng hợp vào thì chỉ đóng cặn ở thận thôi và gây ra sỏi thận. Sắt cũng thế, sắt cơ thể nó tự tổng hợp và nó tự làm ra, chứ đưa sắt từ ngoài vào nó cũng không dùng được. Rồi những cái lầm lạc nữa là những cái chất mà làm cho tăng cường sinh lực cơ thể, chẳng hạn cái hãng rất là nổi tiếng Herbalife, phải không? Nó đã đưa con người vào một cái vòng xoáy cũng là lừa gạt, phải không? Lừa gạt và bằng những cái hình thức rất là tinh vi, bằng cách các hệ thống bán hàng đa cấp, bằng hệ thống quảng cáo khổng lồ, phải không? Thì nó đã lừa con người chúng ta, phải không? Herbalife đã được chứng minh rằng là chỉ làm chán ăn. Quả thật nó có tác dụng làm chán ăn. Mà đã chán ăn thì là và cơ thể không hấp thu được chất thì tự dưng nó gầy đi thôi. Chứ còn Herbalife không làm người ta khỏe mà chỉ tổ hại thận và hại các cơ quan thanh thải, bởi vì nó cũng là giả. Người sáng lập tập đoàn Herbalife này chết năm 44 tuổi. Anh muốn chứng minh với tôi cái gì vậy? Chúng ta bị quảng cáo làm u mê hết rồi, không biết là người sáng lập chết năm 44 tuổi. Thế thì bản thân anh còn không cứu được anh, làm sao mà anh lại... Tất cả những cái hãng thực phẩm chức năng này luôn luôn là nghĩ ra một cái điều huyền hoặc nào đấy, là lịch sử tại sao tìm ra cái thuốc đấy. Người thì là do tìm là cách cứu mẹ, người do tìm cách cứu bố, người do tìm cách tự chữa bản thân đang bị bệnh hiểm nghèo. Tức là toàn những cái điều, những một cái chuyện hoang đường ở đấy nghĩ ra để khởi đầu cho cái việc này. Đây là chúng ta vẫn đang trong quá trình là xem xét cái khả năng làm sạch của cơ thể. Nhưng làm sạch ngoài tống rác ra, cơ thể có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là duy trì cân bằng nội môi. Thế cân bằng nội môi là gì? Nước chiếm tới 80% trọng lượng cơ thể. Đó là các chất dịch máu, các cái chất dịch mà trong các khoảng giữa các tế bào với nhau, là khoảng gian bào đấy, trong máu và trong môi trường tế bào nữa. Thì tất cả những cái đấy gọi là môi trường nội môi. Thế thì khoa học chân chính đã chứng minh được rằng là nội môi con người lý tưởng cần phải hơi có tính kiềm. Độ pH của nó là khoảng 7,35 đến 7,45. Thế thì cái cơ thể chúng ta ở mức độ sâu kín nhất là mức độ tế bào, nó làm cái công việc mà nó luôn luôn đưa cái cố gắng đưa cái nội môi về cái mức này. Bởi vì chỉ ở cái mức này thì cơ thể nó mới khỏe được. Còn nội môi mà lệch đi khỏi này thì cơ thể nó sẽ bị ôm yếu đi. Chúng ta sẽ nghiên cứu các cái cơ chế của nó sau. Các cơ quan và đặc biệt là thận cũng luôn sẽ tìm cách kiểm hóa cơ thể. Tại sao bây giờ thận mọi người là suy kiệt nhiều thế? Nào là loại rác này, nào là luôn luôn cố đưa cái nội môi về nội môi lý tưởng. Bởi vì con người chúng ta sống bừa bãi quá, nội môi nó không bao giờ ở cái mức mà gần cái mức mà cần cho sự sống cả. Do đó là thận luôn luôn phải tìm cách thanh thải. Và cái vấn đề lớn nhất của nhân loại bây giờ là nội môi mang tính axit quá. Đây chính là cái mức nội môi lý tưởng của cơ thể. Nó tầm khoảng giữa 7 và 8, 7,35 đến 7,45. Tại sao người ta lại biết cái số liệu đấy?
rất đơn giản thôi. Người ta sẽ lấy một con người cực kỳ khỏe mạnh vào và người ta đo cái nội môi của anh ta. Thế thôi. Đo một cái người chẳng hạn là chọn một anh Hepburn và anh lại đây vâng, tôi đo cái nội môi của anh vâng. Anh tôi đo cái pH máu của anh vâng. Anh Asim vâng, lại đây cho tôi vâng. Rồi tất cả những cái người lực sĩ khỏe mạnh không bệnh thật bao giờ thì người ta lấy cái đấy và người ta hiểu rằng cái người đấy khỏe là do có cái nội môi rồi. Thế còn lại lấy một người ôm yếu ra, người ta đo nội môi thì chết rồi, anh này vọt lên đến tận tụt xuống đến tận là 6 chẳng hạn vâng. Là tại sao anh ôm yêu thế? Tức là người ta có cái thống kê mà người ta hiểu rằng những người khỏe có một đặc trưng rõ rệt nhất là nội môi ở mức cân bằng lý tưởng. Còn thấp hơn nội môi, thấp hơn độ pH đó là quá acid và cao quá thì là quá kiềm. Nhưng ở trong xã hội hiện đại này không mấy ai quá kiềm đâu. Tôi có thể nói luôn là 99% đều bị là xu hướng acid. Thức ăn làm biến đổi pH nội môi cơ thể ra sao? Thì chúng ta vào internet, vào trong các tài liệu để đánh cái dòng chữ tìm kiếm như là acid alkaline balance chẳng hạn thì sẽ ra rất rất nhiều tài liệu đúng không? Đây chỉ tôi giới thiệu qua để các bạn biết là có những thức ăn mà nó làm cho môi trường bên trong cơ thể bị acid hóa. Nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Nước tinh khiết chẳng hạn, tưởng là vô tội, hóa ra cũng làm acid hóa. Rồi các loại nước ngọt này, rồi chè, cà phê này, bia rượu này. Đặc biệt là càng xa về phía này thì toàn là những thực phẩm mà làm có những cơ thể acid hóa cao nhất. Rượu, bia, các loại nước giải khát màu mè như tôi vừa nói, Sting, rồi C2, rồi là trà xanh không độ, rồi là fast food, nào cola, nào là kem, nào là bánh ngọt, đủ các thứ vào. Thế còn những chất làm kiềm hóa cơ thể thì sao? Đó là nước biển, đó là các loại hoa quả, rau củ quả. Và chúng ta ở đây tuyệt nhiên không thấy bóng dáng động vật nào ở bên các thực phẩm làm kiềm hóa cơ thể. Như vậy chúng ta có thể thấy được là các thức ăn có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là rau quả tươi, sẽ làm kiềm hóa cơ thể rất tốt. Đây là một số các cái thức ăn mà làm acid mạnh nhất, đúng không? Thứ nhất, kẻ thù số 1, number 1 là đường trắng. Number 1 là đường trắng, bởi vì là đường trắng chúng ta sẽ có riêng một cái phần nói về đường trắng. Đúng không? Và hiển nhiên là thịt cá và các loại sản phẩm từ thịt, đúng không? Gà, quế, sữa, kem thì thôi khỏi phải nói, đó là một cái thứ tức ăn mà độc nhất mà tôi từng được biết. Không những nó đủ, có đủ trong đó các thành phần chất độc hại mà nó còn có nhiều đường, mà nó còn lạnh nữa, và rất là âm. Còn yogurt bây giờ thì cũng toàn là làm từ gì? Toàn là làm từ là các chất tổng hợp trộn vào nhau, hoặc các chất để gây nhuyễn, gây sánh, đúng không? Chứ có phải ai bây giờ còn làm sữa chua bằng cách là lấy sữa tươi xong rồi lên men như các cụ ngày xưa làm đâu. Toàn là trộn các chất tổng hợp với nhau, trộn chất chua, trộn bột mì, trộn sữa bột, rồi trộn đủ thành phần, và quan trọng nhất là rất nhiều đường. Và ở đây chúng ta xem đã lưu ý, sữa cũng không những đã làm acid hóa cơ thể mà lại còn có đường. Tôi đã đi khắp nơi và tôi nhận thấy là chỉ có nước Việt Nam là người ta pha đường vào sữa. Không hiểu tại sao lại như thế. Chúng ta sẽ có một bài nói riêng về sữa phải không? Nhưng bây giờ chúng ta đã nói là sữa ở Việt Nam tại sao phải cho đường vào, bởi vì chất lượng nó quá kém, nó đã loãng quá. Thì là uống nhạt thích, nó phải cho đường vào, như thế thì trẻ con nó mới thích được, phải không? Và thế cùng là làm hủy hoại cả một thế hệ, phải không? Thế hệ này, thế hệ tiếp sau. Những chất mà làm acid hóa nữa chúng ta có thể nhìn thấy, sô-cô-la, chè, cà phê, phải không? Các loại nước ngọt, nước giải khát và thậm chí là nước ép hoa quả. Cái gọi là nước ép hoa quả đấy thực ra toàn là những nước mà người ta pha siro của các loại nước ép hoa quả để hàng năm trời, rồi mỗi lần cần thì người ta đổ thêm nước vào, pha thêm đường vào thành các loại nước gọi là nước ép hoa quả. Chứ còn nước ép hoa quả chân chính chỉ có cái loại là lấy một quả tươi còn nguyên và ta ép ngay cho thức ra mới gọi ép hoa quả. Còn những loại nước này là nước đường. Tất cả các loại rượu bia là tất nhiên là cái mà hủy hoại thế giới, đặc biệt là những nước châu Á mạnh nhất, đó là mình ăn liền và các loại đinh liên và acid kinh khủng. Đây chúng ta nhìn thấy là các loại thực phẩm tạo acid này, thịt này, các loại chất làm ngọt tổng hợp này, rồi các loại bánh ngọt này, kẹo này, bánh quy này, sữa này, rồi các loại hạt rẻ như là lạc, các bạn lưu ý lạc cũng là một thứ làm acid hóa, phải không? Rồi các loại bỏng, phải không? Rồi các loại thịt chế biến, rồi là các loại đóng hộp vào, kể cả dầu ngô vào, kể cả dầu ngô, rồi kem này, rồi là dầu canola, là một cái thứ dầu rất được phổ biến dùng ở bên phương Tây này.
các loại nước dưới vào, tức là nước sốt vào. Trên cái bảng này chúng ta sẽ thấy là gì? Cái gì làm acid kinh khủng nhất? Đó là Coca-Cola. Không những nó là đủ các chất độc trong đấy, bởi vì nó có caffeine trong đấy, nó có các chất nhuộm màu, nó còn có rất nhiều đường trong đấy. Sữa, cái nào làm chúng ta khá là kiềm và chúng ta làm cho chúng ta rất khỏe? Đó là nước ép cà rốt. Còn khi mà chúng ta bị acid quá rồi thì hãy chạy ngay đến làm ngay một cốc nước chanh để ngay lập tức kiềm hóa cơ thể thật nhanh. Đó là number one trong tất cả các loại kiềm hóa cơ thể. Điều này nghe có vẻ là hơi hơi gọi là nghe như là không được là đúng đắn cho lắm, bởi vì chanh ngã biết là chua, nhưng đấy là một điều kỳ diệu tự nhiên. Chanh khi ở ngoài cơ thể là acid, nhưng khi vào người thì lại là kiềm, và nó kiềm hóa mạnh nhất trong tất cả các thứ. Ngay lập tức chanh sẽ kiềm hóa. Khi mà chúng ta ốm đau mệt mỏi, tình trạng nhiễm độc cao, nội môi quá acid, hãy lập tức vắt chanh, mà không có đường tất nhiên rồi, và cơ thể nó sẽ được kiềm hóa rất nhanh. Câu chuyện riêng biệt, đường trắng là cá chết trắng. Khoa học trên toàn thế giới từ những nước Anh, Mỹ đã khẳng định rằng đường là sát thủ thầm lặng số 1 chứ không phải là mỡ động vật. Hiện giờ người ta đã chứng minh được rằng là đường chính là sát thủ số 1. Từ trước nay người ta nghĩ tim mạch là do các loại mỡ động vật, thì nay người ta đã biết rằng là đường là sát thủ số 1. Nhưng ở đây đừng nghĩ rằng đường nói chung là sát thủ, bởi chúng ta cần dùng gluco để tạo ra năng lượng cơ thể cơ mà. Thế thì đường ở đây chính là đường tinh chế, cũng là đường, nhưng nếu chúng ta ăn một cái bánh trôi mà trong đấy có một hạt đường củ mía và rất ngon lành, không sao cả, bởi vì đường đấy là đường tự nhiên. Nhưng còn đường mà đã qua chế biến rồi thì nó đã trở thành chất độc. Ăn đường mía tất nhiên là ăn ngọt nhiều cũng không tốt, nhưng mà ít ra là nó còn không độc, và ở một mức độ vừa phải là nó có lợi. Nhưng đường trắng rất khoát không, và tất cả loại đường được chế biến từ công nghiệp ra rất khoát không, đó là cái chết trắng. Một trong những cái khuyến cáo hiếm hoi của Tổ chức Y tế Thế giới là WHO mà đúng đắn. Một khuyến cáo đúng đắn hiếm hoi của Tổ chức WHO đó là một ngày không đưa vào người quá 6 thìa con thìa cà phê đường. Bởi vì tại sao? Cho dù có mắt mù thì người ta cũng biết được rằng là các nước tư bản bây giờ con người quá ôm yếu rồi và quá béo phì. Và cho dù anh có được lợi nhuận nhiều chăng nữa, dù có được bút lót mấy từ các công ty chế biến thực phẩm và các công ty sản xuất các đồ ngọt và nước ngọt chăng nữa, thì người ta cũng không thể nào thở trước việc là nhân loại đang chết, và do đó phải làm cái gì đó chứ. WHO khuyến cáo rằng ở các nước phát triển phải giảm lượng đường tiêu thụ trung bình của dân chúng ít nhất xuống một nửa, và cụ thể hơn 6 thìa con đường. Thế nhưng các tập đoàn thực phẩm cá mập có cho phép điều đó thực hiện không? Chúng ta hãy xem đây. Riêng trong một lon Coca-Cola đã có chứa 9 thìa con đường. Thế thì làm sao mà thực hiện được cái khuyến cáo của WHO? Một thanh kẹo này 8 chia con đường, và chúng ta nhìn thấy đường ngập ngụa khắp nơi. Và đáng buồn thay, đó là thức ăn khoái khẩu của trẻ con trên toàn thế giới. Cái gọi là lòng thương, phải không? Cái gọi là lòng thương mù quáng của các bậc phụ huynh, phải không? Đặc biệt là ở nước Việt Nam này, đặc biệt là chiều con, thì thực ra là sớm chẳng qua đấy là hại con và sớm đưa nó dừng bệnh thôi. Chúng ta nhìn chẳng có cái nào mà ít đường cả. Chỉ cần thậm chí trong loại nước ngọt mà có lẽ là nhẹ nhàng nhất là Sprite thì đã 6 thìa con đường rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy là những cái khuyến cáo đấy hầu như không ai được nghe thấy. Nếu như không có bài nói chuyện đây thì làm sao các bạn có thể biết được WHO khuyến cáo 6 thìa con đường? Và làm sao các bạn biết được là trong thực phẩm này có bao nhiêu thìa con đường? Bởi vì những cái tuyên truyền đấy nó quá yếu ớt. Tại sao lại yếu ớt? Tại sao những cái tuyên truyền đấy lại quá yếu ớt? Tiền. Trên cái thế giới này tiền quyết định tất cả. Đây là những thực phẩm làm kiềm hóa cơ thể. Dầu ở đây các bạn có thể thấy chai dầu là chai dầu ô liu rồi. Một trong loại rau mà người ta được coi là kiềm hóa cơ thể mạnh nhất đó là củ bông cải xanh, tức là broccoli đấy, tức là super xanh. Super xanh là một trong thứ mà kiềm hóa cơ thể mạnh nhất. Đó. Nhìn như chúng ta đã thấy coi như là đã cảm thấy người nó hân hoan và tâm hồn nó muốn ca hát khi nhìn thấy những hình ảnh rồi. Thế thì bản thân hình ảnh nó đã như thế thì hiển nhiên là chúng ta đã cảm nhận được cái năng lượng của nó tốt như nào rồi. Nhìn đã thấy xem mắt rồi đó, đã cảm nhận nó vào người, nó sẽ làm trẻ hóa cơ thể của nó, làm khỏe mạnh lên rồi đó. pH nội môi vô cùng quan trọng.
tin hay không tùy các bạn, nhưng nếu pH xuống đến khoảng 6,4 là các bạn có thể rơi vào hôn mê. Nhớ lại rằng là cái gì lý tưởng nhỉ? pH bao nhiêu lý tưởng nhỉ? 7,3, 7,4. Còn nếu mà xuống đến 6,4 thì các bạn sẽ hôn mê và chết. Hiện tượng nhiễm van chuyển hóa nặng. Thế người nào cần phải, người nào cũng may y học cũng đưa ra một cái biện pháp rất khá hay, cũng hiểu được về pH này. Trong người, đối với người nhiễm van chuyển hóa nặng và đang hôn mê, thì người ta truyền chất để làm kiềm hóa môi trường trong cơ thể, đó là truyền dung dịch natri 2CO3, không phải là muối biển, natri 2CO3. Và điều này có thể thực hiện được là làm cứu sống người đó. Thực tế đã chứng minh rằng việc này là cứu sống người đó. Tất nhiên là đó là một sự cứu sống ngắn hạn, nhưng còn chẳng hay ho gì khi đưa vào người một cái lượng chất vô cơ đó, và nó sẽ sinh ra những tả hợp chất nào đấy, đúng không? Thế thì nhưng mà đối với cấp cứu tôi nghĩ cũng là tốt mà. Nhưng y học có lẽ cần phải tuyên truyền nhiều hơn để người ta đừng rơi vào cái tình trạng axit quá như thế, chứ không phải đến lúc người ta bị rơi vào rồi thì làm sao? Thì chúng ta lại lo đi tiêm vào những thứ chất kiềm, bởi vì theo các nguyên tắc là gì nhỉ? Axit cộng bazơ là ra gì? Là ra trung tính. Đó là những cách thuần túy khoa học mà. Giống như bây giờ tôi biết một cái cách mà để làm giảm axit dạ dày thì uống bazơ vào đấy. ALOH3 tức là oxit nhôm, hydroxit nhôm cho vào thì trung hòa HCl tạo ra là AlCl3 và AlCl3 và nước. Tức là đấy là những phản ứng rất là thô thiển mà y học dùng để đối xử với một cái cơ thể nó huyền diệu như là cơ thể chúng ta. Như vậy bây giờ phần này rất quan trọng để các bạn nhớ cho là cơ thể luôn cố gắng đưa chúng ta về cái nội môi lý tưởng mà nó cân bằng axit kiềm, nó hơi kiềm một chút. Vâng. Bởi vì chỉ trong cái môi trường đó thì cơ thể nó mạnh khỏe được, mới mạnh khỏe được. Vâng. Đi về hướng này sẽ là ốm đau. Vâng. Và hay gì làm cho cơ thể axit nữa, đó là các stress về tinh thần. Vâng. và thể lực nữa. Vâng. Tức là khi chúng ta lao động quá nặng nhọc, thì khi chúng ta quá là lo buồn trầm cảm thì cái đấy nó cũng sinh axit. Thế còn cái gì làm kiềm hóa cơ thể thì đó là các loại thức ăn làm kiềm hóa, và cộng thêm cả là không khí trong lành nữa, và cộng thêm cả những cái cảm xúc tốt nữa, cảm xúc tích cực nữa thì cũng làm cho kiềm hóa cơ thể. Thế nên tại sao một số người tuy ăn uống độc hại, các bạn cũng thể tự hỏi tại sao mọi người cũng ăn uống độc hại, nhưng mà cái tâm người ta nó rất tốt, phải không? Thế cho nên là người ta cũng tự cái quá trình thanh lọc và đưa về cân bằng nội môi của họ cũng diễn ra rất tốt, do đó là họ cũng khỏe mạnh, vâng. Cho nên cái tâm tưởng nó quan trọng như thế đấy, vâng. Khoa học không thể hiểu được quá trình tinh vi diễn ra trong cơ thể này. Nó ở mức tế bào nhằm duy trì thành phần các chất dịch máu và thải ra các chất thừa độc hại. Cái gì là không cần thiết, chỉ sự sống biết, chúng ta không biết được. Ăn vào một đống đạm vào, cơ thể cần dùng thế nào chỉ nó biết thôi, còn thừa nó tống ra. Cho nên người ta có một câu là, xin lỗi câu nó hơi nghe nó hơi thô và nghe nó hơi tục, nhưng mà cũng phải nói, các cụ ta nói ăn hại đái gì nhỉ, đái khai. Để sao ăn vào nhưng mà có làm việc gì đâu, thế là đạm thừa ra thì cơ thể sẽ phải làm gì, tống ra bằng đường thận, thế là đái ra rất nhiều ure, ure là đạm. Thế thì đái ra thì bởi vì là anh không dùng, cơ bắp không lên, mà anh lại ăn một đống coi như là thịt chó thịt mèo lòng lợn tiết canh vào thì tất nhiên là phải thải ra ure. Thế rồi cũng giống như những cái bệnh nhân bị axit uric. À đây một cái thí dụ rất rõ rệt về cái chuyện axit cơ thể. Có một số người cái thận làm việc quá kém, cộng thêm cái thức ăn đưa vào quá rắc rưởi bẩn thỉu, tức là ăn nhiều đạm quá, thì là cơ thể không xử lý được cái axit của môi trường nội môi, tức là những thức ăn đấy sinh nhiều axit uric quá, nhưng thận không xử lý nổi, thành ra môi trường axit người đó là vọt lên rất cao, quá axit, và thế là đau viêm khắp nơi, và thậm chí đến mức mà có như là sưng vù lên những cái khớp đầu ngón chân, đó là do axit uric. Đó là một cái điều rất dễ hiểu, phải không? Rất dễ giải thích. Tức là tất cả những bệnh nhân đau viêm khớp này nọ hay viêm đau, đó là những người mà cơ thể bị axit quá. Thế rồi còn một trường hợp nữa là có một câu dân gian hay nói là gì nhỉ? Khi mà con người bị ốm đau viêm nhiễm ấy, thì kiêng ba thứ thức ăn gì nhỉ? Kiêng thịt gà, cá chép ba ba. Đó là những thứ rất là nhiều đạm, là còn đạm độc hại. Thì vào lấy cơ thể nó sẽ làm axit rất nhiều, nhưng mà thận của chúng ta thì sức thì không xuể, và thanh thải cũng chỉ được một phần thôi, và cái môi trường axit đó sẽ làm viêm đau. Cứ ai đang bị viêm đau mà ăn thịt gà biết ngay lập tức sẽ càng đau thêm. Rồi người ta có những câu gà độc thịt mà vịt thì độc trứng, đó là như thế. Thế thì
cách nào làm cho chúng ta biết được là ăn được bao nhiêu là vừa? Tốt nhất là không ăn đạm động vật, thì là yên tâm là không thể thừa được. Cơ thể chúng ta sẽ tự lấy đạm từ các thức ăn thực vật ra và nó sẽ lấy vừa đủ, phải không? Bây giờ chúng ta làm sao mà tính được, phải không? Người này người nọ cứ bảo tôi cố gắng ăn ít thì thế nào là ít? Cái lượng tốt nhất của một thức ăn động vật đưa vào người là số 0. À, còn lại tất cả cơ thể sẽ tự xử lý được hết, nó sẽ biết lấy ở đâu ra, phải không? Nó lấy từ rau cũng được. Bằng chứng là cái con voi nó ăn toàn cỏ mà tại sao nó to thế? Cứ yên tâm, nó sẽ luôn luôn tìm được cái nguồn của nó. À, chứ còn bây giờ bảo tôi không ăn thịt tôi sợ quá, lại thiếu chất vậy. Thế thành phần độ pH của máu dịch như thế nào là tốt thì sự sống biết. Làm thế nào đưa pH nội môi về chuẩn. Còn bây giờ chúng ta hãy làm quen với một kiến thức nữa. Làm thế nào cơ thể đưa pH nội môi về chuẩn? Nó có một số cách. Thứ nhất là dùng thận để thải axit bớt ra. Nhưng mà nhiều axit quá thì nó không thải hết được ra. Nó phải có một cách kiềm hóa cơ thể rất tiêu cực, nhưng nó không biết làm thế nào khác. Bởi vì nhiệm vụ của sự sống trong cơ thể là làm thế nào để tôi đưa về pH đấy, không thì tôi chết bây giờ. Thì nó lấy canxi từ xương ra. Nó lấy Ca ion Ca2 cộng từ xương ra để làm kiềm hóa cơ thể, do đó bị loãng xương. Cách này có phải là cách ngu ngốc không? Không phải. Mày sống bậy bạ, bây giờ mày bắt tao lại phải cân nhắc giữa các phương pháp để làm kiềm hóa. Tao sắp chết đến nơi rồi, phải không? pH của mày là quá thấp, axit quá, tao đang sắp chết đến nơi rồi. Sự sống bảo thế. Sự sống bảo tao sắp chết rồi, còn nghĩ gì đến chuyện là xương của mày bị loãng hay là răng của mày bị sâu, phải không? Nó đặt cái gì, tiêu chí gì lên trước tiên? Sự sống. Tôi cần cái môi trường này, tôi sắp chết đến nơi rồi mà. Bây giờ còn nghĩ gì đến chuyện mà xương mày bị loãng hay không? Thế thì do đó nó dùng các chất tiêu cực. Do đó những người ăn đạm nhiều, uống sữa nhiều, tưởng là bổ sung canxi thì thực ra lại bị cuốn xương từ xương ra và loãng xương. Lầm lạc số 1. Không ăn thịt thì lấy đâu ra đạm? Chúng ta nhìn cái bức tranh này chúng ta đã hiểu. Where do you get your protein? Cái này thì chúng ta nhìn sự tương phản này, chúng ta sẽ hiểu là câu hỏi này từ những kẻ ngu ngốc bệnh hoạn mà ra. Còn những người mà no meat, phải không? Người thực hành một chế độ ăn chay thì người ta gọn gàng, thanh thoát như thế này. Trong khi cái đám có những bệnh hoạn mà mập ú kia thì lại đi hỏi bọn mày kiếm đâu ra đạm, phải không? Thế thì không hiểu sao ở Việt Nam người ta có vẻ dị ứng với khái niệm ăn chay. Có lẽ vì lâu quá rồi nước chúng ta cái giá trị tinh thần của một con người Việt Nam là gì? Là ăn, sống ở đời ăn miếng rồi chó chết xuống âm phủ biết có hay không, tức là một cái ham muốn nó tầm thường vô cùng, phải không? Mà đã lâu quá rồi cái nghèo nó không cho phép ăn nhiều quá, phải không? Chỉ được ăn thịt lợn vào dịp Tết và mổ lợn ra làm bánh chưng ăn, cho nên họ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi thịt. Cho nên bây giờ khi mà điều kiện kinh tế có rồi thì họ coi như là họ ăn coi như để gỡ gạc lại. Và bây giờ một cái gì đó nghe những cái từ như là chay rán uống thì làm người ta nghĩ đến cái sự nghèo khổ, làm cho người ta không muốn quay trở lại cái quá khứ nữa, mà chứ thực ra đó là sự thiếu hiểu biết hoàn toàn, không? Đó là dĩ nhiên. Ngược lại ở nước ngoài nhá, những người ăn chay thì lại được kính trọng, bởi vì sao? Tại sao ở nước ngoài những người ăn chay được kính trọng? Bởi vì người này khỏe mạnh hơn tôi, người này nghị lực hơn tôi, và người này nhân đạo hơn tôi. Tức là họ khâm phục những người ăn chay bởi vì người này chắc chắn khỏe hơn tôi, bởi vì người họ sạch sẽ, không tim mạch, không ung thư và tiểu đường. Và người này có tâm hồn tốt hơn tôi, cao đẹp hơn tôi, có nghị lực hơn tôi, và cuối cùng là người này nhân đạo hơn tôi. Thế thì tại sao không có khâm phục được? Chẳng qua tôi không thể làm được thế thôi, chứ còn họ đáng kính lắm. Bạn chọn cách sống nào? Bạn chọn cách sống nào? Rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là nếu mà nhìn cái này thì ai cũng muốn chọn cách sống này. Nhưng mà khi bà bảo là bữa ăn thì phải loại bỏ những cái kia ra thì lại bắt đầu là cảm thấy đau khổ vô cùng, phải không? Nếu bảo là không được ăn thịt gà, fast food thì thịt thứ thể đau khổ vô cùng. Nhưng mà khi bảo là muốn chọn cái nào thì lại cứ thích muốn chọn cái bên này. Tại sao lại có thể có những hình ảnh mà đến mức coi như là đến mức mà tẩm lợn đến mức như này? Một người công an ở Mỹ mà đấy là chuyện thường đấy nhá, một người công an bảo vệ pháp luật thì như thế này thì có bọn cướp mà nó coi như là nó quệt vào mũi, phải không? Nó có mà nó vuốt mũi, phải không? Chạy không chạy được đâu mà trông kinh tởm thế, bảo thế. Thì đây là một đất nước mà nó không còn cái hiểu biết gì nữa, bảo
đây là một cái đất nước u mê hoàn toàn, đất nước nó hỏng hết tất cả những cái khái niệm về thẩm mỹ và về lòng tự trọng, về lòng kiêu hãnh hết rồi. Công an như thế này thì tôi không hiểu nổi. Đấy là sự khác nhau cơ bản giữa châu Âu và Mỹ. Lầm lạc số 2, sữa bò rất tốt cho sức khỏe. Cái lầm lạc này tại sao? Lầm lạc này theo tôi nó đến từ tiềm thức. Người Việt Nam chúng ta luôn luôn tôn thờ cái người châu Âu trắng trẻo, to cao, đẹp đẽ, thông minh, tóc vàng, rồi mắt xanh, mặt mũi thì đẹp. Họ, người Việt Nam tin rằng ăn bơ sữa vào thì cũng sẽ trắng trẻo thế. Người Việt Nam lúc nào chỉ mơ ước được trắng trẻo, béo tốt và cao lớn. Và thế là đó là mảnh đất quá là ngon lành cho các công ty quảng cáo, các công ty sản xuất sữa. Và thế là tiêm nhiễm vào là không có sữa thì mày sẽ chết, không có sữa là mày sẽ loãng xương, không có sữa là con mày sẽ còi cọc ổ mối, không phải. Vâng. Thực ra chúng ta hãy xem tiếp sau đây và đấy là cái lầm lạc. Sự tham lam cộng khoa học. Khoa học ở đây nó đã biến những cái con bò vốn bình thường trở nên những con bò có những cái bổ phú mà có những quái đản, to đến mức quái đản. To đến mức quái đản này để tạo ra sữa. Một con bò bình thường ở trong thiên nhiên thì cho 5 lít sữa một ngày chỉ để nuôi con bê của nó thôi mà. Nhưng đây, con bò mà được khoa học, cái gọi là khoa học đen tối này làm ra thì nó có thể cho một ngày đến 40 lít sữa. Tất nhiên nó vi phạm mọi các cái quy luật của tự nhiên rồi. Tức là làm sữa ra chỉ để làm sao mà tiết được rất nhiều cái chất gọi là trắng trắng nó ra thôi. Thế mà chúng ta chỉ riêng con người là uống sữa của loài vật khác. Và chỉ riêng con người là uống sữa khi đã hết tuổi. Hết uống tuổi sữa uống sữa mẹ. Thì uống sữa vào. Thế mà hơn thế nữa, các cái con bò ấy bây giờ đã qua rồi, đó chỉ còn là dĩ vãng cảnh con bò hiền hòa gặm cỏ mơ mộng trên những cái đồng cỏ xanh. Bây giờ các con bò được nuôi nhốt trong những cái chuồng trại bẩn thỉu chật hẹp, và những cái con bò đấy là không được cử động gì cả, nó phát điên lên, và tất cả những cái stress rồi tất cả những cái cảm xúc độc hại của nó tuyền hết vào sữa. Đã thế người ta còn tiêm nhiễm vào rất nhiều hormone kích sữa. Làm thế nào để một con bò vốn chỉ tạo ra có 5 lít sữa bây giờ thành 40 lít sữa một ngày được? Với lòng tham lam và cái gọi là khoa học. Thế thì cái chất lòng từ người một con vật khác tiết ra mà lẽ nào chúng ta đã có thể dám uống được? Đấy thật là điều kinh tởm. Con người là có thể dám uống sữa. Thế mà bây giờ từ có những làng trên sông dưới, từ những vùng quê nghèo, ai cũng cố gắng dúi cho con trước khi đi học một hộp sữa. Mà lại có đường. Không sữa mà còn có đường. Thế thì trong cái sữa ấy nó có rất nhiều cái hormone tăng trưởng. Những cái hormone tăng trưởng đấy dẫn đến là dậy thì sớm, béo phì ở trẻ con đó, làm thay đổi lệch lạc giới tính. Những con bò này kéo lê lết những cái bổ vú đấy bẩn thỉu đấy, nó thường xuyên bị viêm nhiễm bổ vú, bị nhiễm bẩn cái bổ vú đấy đó. Và hỏi, tôi chỉ muốn hỏi các bạn này, thế thì một cái con bò đấy bị bệnh hay không có ai biết không? Nó vẫn cứ vắt ra thôi, bởi con bò nó có nói được đâu. Và nếu nó có bị bệnh thì cũng vắt thôi. Do đó là có những con bò bị viêm nhiễm, dính đầy máu mủ trong cái vú của nó thì cũng vẫn được vắt. Và ta hãy xem có cái gì trong một cốc sữa đây. 135 triệu tế bào mủ do viêm nhiễm mủ cái vú con bò ra. Ai tha cho nó đâu, ai kêu la rào lòng. Mà đằng nào thì dù cũng thế, cũng phải vắt nó ra thôi. Bởi vì không thì con bò bị căng sữa mà chết thôi. Tức là kiểu gì thì con bò cũng bị vắt ra, dù là đang ốm đau rồi là bị bỏ điên hay là bị bất cứ bệnh gì, lở mồm long móng thì vẫn cứ phải vắt ra thôi. Và ai mà biết mà đi loại tất cả những cái sữa đó ra. 135 triệu tế bào mủ, các loại hormone do bản thân con bò sinh ra, và lại còn thêm các loại hormone do con người tiêm vào nữa. Thế thì những cái hormone này chả trách mà làm cho coi như là giới trẻ chúng ta bị lệch lạc giới tính, béo phì và rồi là dậy thì sớm vào. Kháng sinh, vì các con bò sống trong điều kiện nuôi nhốt chật chội mà gọi là tù túng, rồi là ăn uống bậy bạ như thế, phải không? Rồi nó stress, rồi bị hành hạ như thế thì nó rất dễ ốm đau, phải không? Bẩn thỉu như thế. Thế cho nên là hàng ngày người ta cho kháng sinh vào để phòng bệnh cho bò. Do đó những kháng sinh này theo dòng sữa và vào các hộp sữa của chúng ta cho con em chúng ta. Thế là hàng ngày con em chúng ta đều được uống kháng sinh cả. Và kháng sinh cho đồng cơ thể những đứa trẻ. Hơn thế nữa nó sẽ làm kháng khuẩn, và sau đến lúc mà
có những cái lúc nào đấy mà cần phải tiêu diệt vi khuẩn thì các vi khuẩn nó chưa chơi hết rồi, nó đã được rèn luyện qua các liều kháng sinh hàng ngày vào từ sữa rồi. Chưa nói chuyện là bản thân kháng sinh thứ rất độc hại, nó phá hủy cơ thể. 51 mg cholesterol, 16 g phát mỡ động vật, và quan trọng nhất là cái protein mà làm cơ thể axit hóa và từ đó là rút xương từ những cái rút canxi từ xương sữa ra. Do đó uống sữa bò là làm mất xương chứ không phải là tốt xương. Mất xương mà đã thế bây giờ bò không phải là bò đâu, bây giờ bò thì không phải là bò, sữa thì không còn là sữa nữa, mà người cũng không còn là người. Người chúng ta bây giờ thoái hóa chậm chậm rồi, mà bò thì là cũng không phải là bò, lai tạo lung tung rồi. Mà bây giờ có những cái thí nghiệm, có những cái thành công của nó là kinh khủng. Kinh khủng đó là lai bò với người. Các nhà khoa học Anh Quốc và đặc biệt là Trung Quốc đã thành công việc cấy một cái gen người vào bò, và thế là được các cái con bò người. Và ông ta nói rằng là sữa của những cái con bò đấy, sữa của những con bò đấy có những cái thành phần gọi là thành phần khá giống sữa của người, do đó sẽ có lợi. Tất cả chỉ vì tiền, tất cả chỉ vì tiền thôi phải không? Rồi những con bò coi như được, coi như tống corticoid vào để không có tí mỡ nào, cơ bắp cuồn cuộn này toàn thịt nạc, phải không? Lầm lạc số 3, đàn ông không ăn thịt thì yếu, phải không? Cái này là cái lầm lạc. Bởi vì nếu chúng ta phỏng vấn ông dê cụ này thì liệu không ăn thịt thì có yếu không, thì ông dê cụ này sẽ bảo tôi không thấy sao cả. Thế hỏi anh chàng ngựa này, phải không? Là không ăn thịt thì anh có cảm thấy yếu không? Mà không, tôi không có vấn đề gì cả. Như vậy có những cái lầm lạc mà tưởng chừng như rất dễ và rất rõ ràng, nhưng người ta vẫn cứ đi theo, u mê đi theo rất lầm. Một phần tư những gì bạn ăn duy trì bạn sống, 3/4 còn lại duy trì bác sĩ của bạn sống. Mà đây là một dòng chữ rất là thông thái, mà lại từ ngàn xưa rồi, từ cách đến 4.000 năm thôi. Trên dòng chữ tượng hình tìm thấy trong lăng mộ Ai Cập cổ. Như vậy là chúng ta ăn cái gì? Chúng ta ăn chỉ cần 1/4 những gì chúng ta ăn thôi. Còn lại 3/4 còn lại là thừa. Thừa tức là gì? Là rác. Thừa là rác thì chỉ khổ cơ thể, tích lũy độc tố, làm axit hóa cơ thể. Và đây chính là mảnh đất để các bác sĩ làm sao? Sống. Do đó câu nói này rất là ngụ ý, rất sâu xa, phải không? 1/4 những gì bạn ăn duy trì bạn sống, 3/4 còn lại duy trì bác sĩ bạn sống. Cũng là Hippocrates đây. Hippocrates là ông được gọi là ông tổ ngành y. Thì ông ta có nói rằng là hãy làm sao để thức ăn là thuốc của bạn và thuốc của bạn là thức ăn. Câu này rất thấm thúy. Tức là làm sao để thức ăn là thuốc có nghĩa là gì? Tức là hãy làm sao để chúng ta ăn gì mà làm khỏe ra, đúng không? Tức là ăn mà làm khỏe thì thức ăn đấy chính là thuốc, đúng không? Vậy phải chọn thức ăn mà ăn vào là tốt khỏe lên. Và hãy làm sao để thuốc của bạn là thức ăn cũng rất thân thúy. Tức là thuốc thì nó phải ngon lành. Nếu cái gì được gọi là thuốc thì chúng ta cũng phải vui sướng khi tiếp nhận nó. Thế đằng này thì làm sao ngày nay? Thức ăn thì là chất độc và thuốc thì còn độc hơn nữa. Vậy thì ngành y cứ suy tôn Hippocrates để làm gì? Nếu mà suốt chúng ta chỉ làm ngược lại lời ông ta suốt thôi. Đến phần thứ hai, năng lực tự bảo vệ cơ thể. Nếu như thời gian chúng ta cho phép thì tôi còn nói nhiều về sữa lắm cơ. Sữa là một cái chất kinh khủng. Sữa là một chất kinh khủng. Không những nó là một chất rất là độc, phải không? Mà nó lại còn vi phạm. Nó còn vi phạm những cái tiêu chuẩn, những cái điều mà chúng ta vốn vẫn được coi là nhân đạo. Bởi vì sao? Để cho con bò có sữa nhiều. Con bò có sữa nhiều thì người ta làm cho nó mang thai. Thế thì khi con bò nó mang thai thì là nó sẽ tiết sữa nhiều hơn, đúng không? Thế nhưng khi con bò nó đẻ ra thì người ta lập tức là lấy mất đứa con của nó. Lấy mất đứa con của nó bởi vì tại sao? Bởi vì người ta nói với con bê rằng là sữa này là để dành cho tao, dành cho con người chứ không phải cho mày. Còn mày bây giờ vào lò mổ. Thế là con bê non vừa được đẻ ra thì lập tức đưa vào lò mổ. Và con bò mẹ thì đau đớn tột cùng. Có những cái con bò mẹ mà nó chạy đi tìm con, chạy lồng đi tìm con mà kêu giống thảm thiết trong mấy ngày. Đó là việc uống sữa còn vi phạm vào những cái
vào những cái nguyên lý nhân đạo của chúng ta nữa không? Và qua cái đấy thì chúng ta lại có một cái đề tài nói chuyện riêng vào. Thế lúc nãy chúng ta còn nói cái gì nữa nhỉ? Lúc nãy chúng ta còn nói về về là bò thì không phải là bò. Bò bây giờ nó khác xa với con bò xưa rồi. Nó còn không được ăn cỏ ngoài thiên nhiên, gặm cỏ đúng không? Mà sữa không phải là sữa. Tại sao tôi nói sữa không phải là sữa? Bởi vì có một cái thí nghiệm rất hay như thế này. Có một cái ông bác sĩ tên là Francis Pottinger. Các bạn có thể đánh vào Google, đánh chữ Francis Pottinger và sẽ ra. Đó là bác sĩ người Mỹ. Và ông ta rất là chú tâm vào nghiên cứu về vấn đề dinh dưỡng. Ông ta cũng thí nghiệm, phải nói là nó thiên tài, thí nghiệm thiên tài. Và chưa từng ai có thể có những ý tưởng thông minh như ông và độc đáo như ông để làm thí nghiệm đó. Là ông ta thí nghiệm những con mèo về tác dụng thực phẩm lên sức khỏe con mèo. Thế thì ông ta nuôi hàng trăm con mèo. Và để thí nghiệm về tác dụng của thực phẩm thì luôn luôn có một cách trong y học vẫn dùng, đó là thử trên những nhóm khác nhau. Hàng trăm con mèo đóng chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì ông ta làm hai thí nghiệm, một thí nghiệm với thịt và sữa, một thí nghiệm làm với sữa. Thí nghiệm với thịt thì là một nửa đám mèo được ăn thịt sống, một nửa đám mèo được ăn thịt chín. Thí nghiệm thứ hai với sữa thì một nửa đám mèo được ăn sữa vắt thẳng từ con bò ra, và một nửa thì được uống sữa mà đã được thanh trùng. Thanh trùng ở đây chỉ nhẹ nhàng thôi, chỉ đun lên khoảng 80 mấy độ thôi, được thanh trùng thôi. Thế thì kết quả thậm chí làm những người coi như là làm bất ngờ và sửng sốt toàn bộ giới khoa học. Bởi vì tôi không nói kỹ đến vấn đề thí nghiệm với thịt với sữa nữa, mà là nói chung hai thí nghiệm đều kết quả giống nhau, là nửa đám mèo ăn thịt sống và uống sữa vắt thẳng của bò ra. Mà cái thời ông làm thí nghiệm đó thì sữa là sữa đấy, bò là bò đấy, bò nuôi thả chăn thả là tự nhiên đấy. Thế thì con mèo khỏe mạnh, nhảy nhót nghịch ngợm, một các chức năng sống hoàn hảo và ăn thịt sống cũng thế. Nhưng nửa kia thì rõ rệt thấy ra là yếu ôm nhau và không hoạt động, không hoạt tác gì cả. Tức là cái chức năng sống, năng lượng của nó rất kém. Ông kiên trì đến mức ông tiếp tục cho hai cái mẻ mèo đó tiếp tục sinh sản tiếp nội trong nội bộ của nó với nhau. Thế là bên kia ta không nói đến nữa, bên mà ăn thịt sống, sữa sống, mọi thứ vẫn trôi chảy bình thường. Và chỉ có đáng nói như này thôi. Đám mèo con đẻ ra thì đã bắt đầu ốm yếu hơn là đúng ra nó phải như thế rồi. Đã bắt đầu là lông thưa này, rồi xương nhỏ, mở mắt lâu, tức là đã thấy có sự xoái hóa về gen rồi. Tức là nó ốm yếu đi. Và tất nhiên là nó dễ mắc các bệnh giống như con người bệnh, các bệnh phải thoái hóa, tim gan thận. Ông ta kiên trì đến mức và tiếp tục cho đám mèo đấy sinh sản tiếp. Và đến đây lại còn tệ hơn nữa, bắt đầu xuất hiện dị tật thai nhi rồi. Dị tật và chết này, rồi vô sinh các thứ này. Và đến lứa thứ ba thì thí nghiệm này buộc phải dừng. Vì làm sao nhỉ? Các bạn thử đoán ra tại sao thí nghiệm vừa, mặc dù muốn tiếp tục nữa, tại sao? Không có con, vô sinh hết. Cái đám mèo mà ăn thịt chín và uống sữa chín ấy thì chết, không thể vô sinh nữa, không thể sinh sản nữa. Wow. Như vậy đó là một sự thoái hóa về gen rõ rệt rồi. Thoái hóa về gen rồi. Thế thì đó, để đấy là một cái thí dụ minh chứng mà không thì có thể hùng hồn hơn, một cái thí nghiệm phải nói là độc đáo và gọi là và quy mô rất là lớn ông đã thực hiện nó. Để các bạn thấy là gì, là cái sữa chúng ta may ra nó phải được từ một con bò được chăn thả, con bò không bị thay đổi gen lai tạo, không được dùng các chất kích thích tinh trưởng, tăng trưởng không tiết sữa, và được nuôi ở ngoài gì, nuôi ngoài đồng cỏ thì cũng còn khả dĩ cũng được. Chứ còn bây giờ bò không phải là bò, sữa không phải là sữa. Tại sao sữa bây giờ người ta có thanh trùng đâu, người ta toàn là sấy khô thôi để thu được sữa bột, lưu giữ hàng năm trời, sau đấy khi nào cần người ta đổ nước vào pha thêm đường nữa, đóng vào hộp và đề là sữa tươi nguyên chất, lừa đảo dối trá, phải không? Và thế là chúng ta nốc cái sữa đấy. Cái sữa đấy thì hoàn toàn không còn gì. Bây giờ chúng ta làm quen đến cái khả năng thứ hai của cơ thể, đó là năng lực tự bảo vệ của cơ thể, nói nôm na là sức đề kháng. Tự nhiên mang tặng cho con người hệ miễn dịch siêu phàm, đó là một cái đội quân tinh nhuệ nhiều vân chủng, vũ khí đa dạng, phối hợp nhịp nhàng, kỷ luật chặt chẽ. Tất nhiên đấy là với người khỏe mạnh thôi, còn đối với đa số chúng ta bây giờ thì nó không còn là đội quân tinh nhuệ và phối hợp nhịp nhàng, kỷ luật chặt chẽ rồi đó. Chúng ta hãy đi qua một số cái cách bảo vệ cơ thể. Tường thành bảo vệ là da, cổng thành tưởng tượng ra thôi đó. Cổng thành đó là các niêm mạc ở mũi này, rồi những nơi nào mà hở răng được da bảo vệ đó. Mũi thì các đường thở, các niêm mạc
đường thở, đường tiêu hóa, mồm này đi vào thực quản dạ dày đó, rồi mắt cũng thế, cũng là nơi mà không được da bảo vệ. Thì những người lính canh gác là gì? Đó là hệ vi khuẩn thân thiện trên da và trên niêm mạc. Các chất tiết ra trên da, trên niêm mạc, mồ hôi, chất dầu, chất nhầy, nước bọt, nước mắt và các lông tơ trên niêm mạc, các đường thở, tất cả những cái bảo vệ những cái cổng thành chúng ta đó. Còn thì da chúng ta thì khỏi nói rồi đó, da thì một lớp bảo vệ rất tốt đối với các tác nhân xâm nhập. Thế nhưng mà lầm lạc của chúng ta theo dân hiện đại là gì? Tự phá lớp bảo vệ ngoài bằng hóa chất. Các chất tẩy rửa xà phòng bây giờ lúc nào người ta cũng tìm cách nào sát khuẩn rồi rửa cho thật sạch nào, và lúc nào cũng sát kỹ lên người đủ thứ và coi rằng đó là sạch. Nhưng thực ra chúng ta đang tự phá hủy lớp bảo vệ ngoài bằng hóa chất. Trên da nó còn có một lớp dầu nữa để bảo vệ khỏi vi khuẩn mà xà phòng sát vào thì ai biết là mất sạch chất dầu rồi. Và không những thế còn có loại xà phòng sát khuẩn và làm cho hết chất sạch vi khuẩn. Do đó bây giờ chúng ta trở nên trần trụi hơn bao giờ hết trước các tác nhân gây hại xâm nhập vào. Đồng thời các hóa chất độc hại này khi chúng ta dùng nó lại còn kích ứng da và làm cho chúng ta trở nên dễ bị dị ứng hơn. Bởi vì như lần trước chúng ta đã nói là gì? Cái cơ chế là tự thanh thải đúng không? Tự thanh thải, vậy những cái gì mà rác rưởi da bám vào là nó coi là rác và nó vậy lo mà nó tẩy rửa thì nó rất là mệt mỏi. Tất cả cái đấy cũng làm cho da bị kích ứng. Những chất độc còn ngấm vào dòng máu qua lỗ chân lông, đặc biệt là chất sát khuẩn đó. Rồi đủ các loại là thuốc đánh răng độc hại này, có các chất sát khuẩn, các loại phun xịt họng vào, rồi các loại thuốc xúc miệng, thuốc lá, khói độc, tất cả để phá hỏng hết tất cả cái niêm mạc và lông tơ của nó. Thế thì đó là một cái lầm lạc đó. Chúng ta xúc miệng một thứ nước mà mùi thì đã không kinh khủng rồi, và xúc xong chúng ta cảm thấy là niêm mạc coi như là hỏng hết, cháy hết quá. Kem dưỡng da ngăn lão hóa thực chất làm hỏng da và làm da thoái hóa nhanh hơn. Tôi chưa thấy một người phụ nữ Pháp nào có làm da đẹp khi đã trung tuổi. Trong khi đó ai cũng biết Pháp là gì? Là đất nước của các loại mỹ phẩm kem L'Oreal rồi đủ thứ nổi tiếng đó. Tất cả đấy là dưỡng hoặc hết. Bởi vì thực chất là tôi chưa thấy một người phụ nữ trung tuổi nào Pháp có làm da đẹp. Da da rất xấu và lão hóa. Còn cạo râu có phải làm nam tính hơn, thực chất là ngấm vào máu và làm hữu hóa, làm tăng hóc môn nữ lên. Chúng ta bị quảng cáo rồi, luôn xịt lên mặt trắng xóa xong cạo râu tưởng có phải nam tính lắm. Nhưng những chất này đã được khoa học chứng minh rằng ngấm vào làm tăng hóc môn nữ lên. Xà phòng sát khuẩn gây ung thư dị ứng và làm suy yếu đề kháng. Đó là cái lầm lạc tiếp theo mà chúng ta cần biết. Bây giờ chúng ta vào đến lớp bảo vệ trong. Lớp bảo vệ trong tinh vi vô cùng. Trong các dòng máu chúng ta chỉ có những các loại bạch cầu, tôi không đi sâu chi tiết. Tìm hiểu cái này thú vị vô cùng và rất có lợi, nhưng mà nó đi quá cái mục tiêu chúng ta chỉ cần biết ở mức độ sơ cấp thôi, và quan trọng nhất là chúng ta biết được cái cách mà chúng ta sẽ ứng xử sau khi biết kiến thức sơ cấp này, không phải đi tìm hiểu sâu quá đó. Ví dụ như trong máu có cái đại thực bào đó, một loại bạch cầu, cái loại bạch cầu này thực ra là tiêu diệt gần hết những cái bọn vi sinh gây hại. Nhưng mà nó lại biết được là cái vi khuẩn nào là tốt. Ví dụ trong ruột có liên hệ vi khuẩn rất là tốt thì nó lại để yên và chúng ta chung sống hòa bình với nó đó. Ai là bạn, ai là thù thì chỉ có sự sống biết thôi. Nhờ cái mật mã vẫn tin di truyền nên chưa bị thoái hóa. Thế nó nhận diện bằng cách nào? Nó nhận diện bằng khác biệt của định dạng thông tin. Ví dụ là ADN của một cái con của một cái ví dụ cơ quan kết vào chúng ta đấy, chẳng hạn là một cái ADN khác, có những cái đạm khác đúng không? Thế thì cơ thể chúng ta, những cái bạch cầu đấy nó thấy rằng đây là địch, nó sẽ tiêu diệt cả người đấy. Cho nên có hiện tượng thải ghép các cơ quan và cái ghép đấy. Và đặc biệt là một cái trường hợp sau đây là truyền máu chúng ta biết là truyền máu là một cái điều phức tạp, bởi vì máu đấy là tế bào của người khác. Do đó theo cái khác biệt của định dạng thông tin thì sát thủ nhận dạng máu đó là gì? Là lạ và là địch, cần tiêu diệt. Do đó để muốn được truyền máu thì người nhiều khi mà để cơ thể tiếp nhận thì ta phải uống các thuốc ức chế miễn dịch. Thế thì là cơ chế nó tinh vi phức tạp vô cùng đó. Chỉ biết được rằng là hãy cứ để cho hệ miễn dịch chúng ta hoạt động tốt thì chúng ta chẳng phải lo con vi khuẩn vi trùng gì cả, bởi vì nó tự biết
là ai cần tiêu diệt ai không đó. Nhưng vì chúng ta sống bậy bạ quá cho nên hệ miễn dịch là lộn xộn hết đó. Đấy là lúc mà cái hệ miễn dịch nổi loạn quay lại chống chính chúng ta. Cái lối sống bừa bãi thì làm nội môi quá bẩn, lại cộng thêm tinh thần thì tiêu cực, sinh lực thì suy giảm, là dẫn đến là mật mã thông tin nó biến dạng hết. Và các sát thủ của chúng ta, tức là các bạch cầu bảo vệ chúng ta, có lo biến chất, sức chiến đấu kém. Và tệ nhất là nổi điên, giận dữ phá phách tế bào của chính mình, tức là đi cắn xé chính tế bào của mình, không còn phân biệt được người địch ta nữa, nó lộn xộn hết rồi mà. Và thế là cắn chính các tế bào chúng ta. Đây chính là nguyên nhân của bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn đấy là khi hệ miễn dịch chúng ta tự đi cắn xé các tế bào chính chúng ta, cắn xé da, cắn xé khớp xương, cắn xé tim, cắn xé phế quản, cắn xé mọi nơi và gây ra viêm nhiễm. Điển hình cho cái việc cắn xé da của chúng ta đó là các bệnh mà rất nguy hiểm như là bệnh lupus ban đầu, bệnh vẩy nến này, bệnh eczema này. Đối với hệ hô hấp thì là bệnh hen này, rồi các bệnh cơ xương khớp đấy đều là bệnh tự miễn, tức là bạch cầu lại đi cắn xé chính các tế bào của chúng ta. Và đặc biệt thì bây giờ y học lại dùng tràn lan cái thuốc, thuốc ức chế miễn dịch. Thuốc ức chế miễn dịch đó là thuốc corticoid. Corticoid và còn loại nữa là loại không corticoid, tức là được tô điểm bằng những cái tên là thuốc kháng viêm giảm đau. Thuốc kháng viêm giảm đau, xin thưa các bạn, thực chất là thuốc ức chế miễn dịch. Vì ức chế miễn dịch rồi cho nên quá trình viêm, tức là một cái phản ứng có lợi cơ thể, đôi khi nó cũng vượt quá những cái ranh giới có lợi thì nó làm ta đau. Nhưng mà viêm chính là lúc hệ miễn dịch chúng ta đang đấu tranh với các tác nhân có hại. Thì chúng ta ức chế hệ miễn dịch đi thì là hết viêm, đó là thuốc kháng viêm. Và hết viêm thì đồng thời cũng hết gì? Hết đau, cho nên người ta gọi nó một tên mũi nhiều là nhóm thuốc kháng viêm giảm đau. Thực chất là chỉ là dập tắt hệ miễn dịch chúng ta. Mà uống cái này, chúng ta uống như ăn kẹo này. Nhà nhà, người người đều uống cái này và uống hàng ngày. Thế cho nên này cũng rất khủng. Trong nhiều trường hợp khi gặp ngộ giác, nội môi quá bẩn, vượt phóng giới hạn nào đó, tức là ngộ độc, thì cơ thể chúng ta báo động đỏ, thì sẽ có những tình trạng khẩn cấp xuất hiện để tăng mạnh quá trình thanh thần. Như sốt này, viêm đau mà tôi vừa nói, nôn này, độc hoặc ngộ độc trong ruột, thì phải tìm cách mà làm sao? Nôn ra để thải độc ra. Tiêu chảy cũng thế, ruột đang bị nhiễm độc rồi phải làm sao? Phóng ra. Một loạt dị ứng cũng là những cách để đào thải độc ra. Thì chúng ta lại tìm cách gì? Chúng ta lại coi các tình trạng khẩn cấp đó cơ thể lại bị quy là bệnh và tìm cách dập tắt các triệu chứng của nó, các hiện tượng của nó bằng cái thuốc hạ sốt này, kháng viêm giảm đau, ức chế miễn dịch, cách ho, cầm tiêu chảy trong nôn. Không những là không làm chúng ta không tiêu được độc ra mà còn làm chúng ta làm sao? Mà còn làm chúng ta là những cái thuốc đấy nó lại độc được. Chẳng hạn những cái thuốc chống nôn chẳng hạn là gây rất hại hệ thần kinh, bởi nó đánh hệ thần kinh. Rồi thuốc chống tiêu chảy cũng thế, cũng là đánh hệ thần kinh. Rồi thuốc cắt ho cũng thế, là hầu như là đều là đều có chất ma túy trong đấy, chất thuốc ho. Thế thì chúng ta có thể biết một cái bệnh sau đây là bệnh gì nhỉ? Bệnh gọi là bệnh nổi cái mụn nó là bệnh gì nhỉ? Mụn tinh đàn. Không, cái bệnh mà gọi là bệnh gọi là lên đậu ấy. Đậu thì nó nhẹ hơn, gọi là bệnh gì đấy? Đúng rồi, vòng dạ. Đấy chính là một cái cách cơ thể làm gì? Chính là một cách cơ thể tống độc ra. Và chúng ta, cách mà chúng ta phải đối xử với nó là làm gì? Hãy cứ để yên cho nó làm việc đó. Hãy cứ để yên cho nó làm việc đó. Và nếu chúng ta giữ gìn tốt và tuân theo các kinh nghiệm dân gian thì các mụn đấy nó sẽ làm sao? Tự nó hết đi thôi. Đấy chính là một cách mà người ta làm sao? Cơ thể tống gì? Các độc tố do quá trình các cái virus là nó thâm nhập vào tạo rất nhiều độc tố. Thì cơ thể sẽ tìm cách đấy. Thì chúng ta đi cố đi tìm cách là chống cái mụn đó. Rồi ngay cả những vết mụn lở loét trên cá này nọ thì chúng ta không đi tìm nguyên nhân ở trong cái gì, không đi tìm nguyên nhân ở trong cái việc nhiễm độc cơ thể, lối sống bừa bãi, mà chúng ta đi tìm cách để dập tắt đi. Đó. Thế thì là đấy là cái sai lầm đó. Thế thì các tình trạng khẩn cấp đó chỉ là tình trạng tổng động viên thôi, tình trạng ban bố thiết quân luật thôi, huy động tất cả nguồn lực để thải độc, để chống vi khuẩn thì chúng ta dập tắt hết. Và những cái thuốc đấy không những là dập hệ miễn dịch, dập các phản ứng có lợi mà lại còn độc.
ví dụ thuốc hạ sốt rất độc cho gan, paracetamol rất độc cho gan và làm thiếu máu. Thuốc cắt ho thì dễ bị gây nghiện và tác động thần kinh không tốt vào. Thuốc kháng viêm giảm đau thì là hỏng hệ miễn dịch. Lầm lạc sau năm sốt là kẻ thù dập tắt, chúng ta hãy nghe Hippocrates nói gì đấy. Hãy cho tôi cơn sốt thì tôi có thể chữa cho bệnh nhân. Bởi trong cơn sốt đó thì quá trình thanh thải diễn ra cực mạnh, các quá trình trao đổi chất cũng diễn ra cực mạnh, và cái nhiệt độ cao đó sẽ làm vi khuẩn, vi trùng sẽ bị ức chế. Đồng thời trong cơn sốt sẽ sinh ra rất nhiều kháng thể và các loại bạch cầu tăng lên để tiêu diệt. Một nhiệt huyết mà nó gọi là căm phẫn những cái lừa dối biệt bợm, phải không? Căm ghét tất cả những điều mà u mê, phải không? Nên ông ta có những giọng văn nó rất là mạnh mẽ, phải không? Theo tinh thần người Nhật thì xấu hổ thế thì mổ bụng chết cho xong. Chữa một người bệnh 17 năm thế thì có coi là chữa ông, đấy là lừa gạt. Rồi người thứ hai, thứ ba, thứ tư bà lừa nhiệt giới thiệu đều là khách hàng quen. Thật là phải nói là thật là một sự nhạo báng và quen. Tại sao lại là khách hàng quen đó? Bởi vì là khó có khỏi đâu, có khỏi đâu mà chẳng quen, phải không? Mà bởi vì những người đấy cũng u mê quá rồi, người ta không sớm nhận ra một điều là gì, là bà bác sĩ này là chỉ là bị bợm thôi. Tôi chẳng biết nói gì với bà. Và đây, trong nền triết lý của chúng tôi cũng như trong y thuật Đông Phương, phàm là người chủ chữa bệnh cho một người chẳng bao giờ được đau ốm. Dầu chùm lần cảm sơ trong một năm cũng vậy, hơn nữa là người chữa bệnh phải là người chẳng bao giờ mong bệnh gì. Dù một cái mụn thóc cũng vậy. Thử hỏi tại sao người làm thầy dạy phương pháp chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe cho công chúng lại có thể tự mình ngã ra đau ốm được, đúng không? Tủ nhục biết bao, lừa gạt, và đáng nhẽ phải mổ bụng mới chứ. Mà lại lần nữa chúng ta đã thấy là ông này kêu gọi bà này mổ bụng, và tủ lừa gạt. Cháu ơi, một người bệnh trong hàng mấy năm chữa 17 năm đó chẳng phải là sự nghiệp của vị bác sĩ mà là sự nghiệp của một y tá hoặc một kẻ dối trá. Đấy, đấy là chúng ta đã minh họa cho cái câu của bác sĩ Spider là gì. Tôi, đây là một bí mật tôi sẽ nói cho các bạn biết. Chúng tôi không chữa các bạn, mà chúng tôi chỉ khích lệ và giúp đỡ bác sĩ bên trong các bạn thôi. Và câu thứ hai là làm gương là cách không phải tốt nhất mà là cách duy nhất để dạy. Chỉ có cách đấy mới dạy được người ta thôi. Nhưng mà nhân dân tình lại không biết đến những câu nói như thế, mà người ta vẫn tin theo những ông bác sĩ mà chữa hàng chục năm không khỏi. Người ta vẫn tin theo những ông bác sĩ mà đầy bệnh. Người ta vẫn tin theo những người mà chết sớm, đó. Những ông bác sĩ mà sống cũng chẳng lâu hơn gì người thường, đó. Đó. Thế thì cần phải có một khả năng suy xét thì mới biết được chuyện này. Thế tiếp đến thì chúng ta mới đi đến một cái là trường hợp mà chữa ung thư. Chữa ung thư bằng trong một quyển sách vào, đấy cái bằng chứng vào. Trong cái quyển ở ngoài hiệu sách bán rất nhiều, các bạn có thể ra mua được quyển Chicken Soup for Body and Soul, là hạt giống tâm hồn, đại loại nó là hạt giống tâm hồn. Quyển sách này song ngữ, ở ngoài cái hiệu sách rất nhiều, và chúng ta chọn tập 6, trong đấy có một cái câu chuyện thật của nhân vật rất nổi tiếng. Nhân vật rất nổi tiếng này là bà Ruth Heydrich. Bà Ruth Heydrich này hiện giờ có trang web, bà bản thân là có trang web là ruthheydrich.com. Bà này tiến sĩ. Con đường đến với nhận thức, đến giác ngộ của bà là tại sao? Đó là tai họa, bà bị ung thư. Chúng ta có thể nhìn thấy được là câu mở đầu là ung thư vú. Những từ mà người ta đã lạnh lùng chẩn đoán đã khiến cho cuộc sống tôi đảo lộn, thay đổi hẳn. Thế thì tôi sẽ nói qua với các bạn về những cái trong cái tự truyện của bà, một cái tự truyện ngắn của bà. Năm 1982 thì bà được chẩn đoán ung thư vú. Và bà tả những cái cảm xúc và tâm trạng của bà, đau khổ, giận dữ rồi, thất vọng rồi, tuyệt vọng như thế nào đó. Lúc đó bà này 47 tuổi, năm 1982, bà này bây giờ vẫn còn sống. Bà này là một người Mỹ, và như một người Mỹ khác thì rất nhiều người chịu khó tập thể thao, thường xuyên chạy bộ và bỏ rượu bia, thuốc lá và các loại thịt đỏ. Bởi vì ngay cả chính y học Mỹ cũng phải thừa nhận rằng ăn thịt đỏ, tức là nhiều cholesterol, dễ bị tim mạch. Do đó người ta khuyên cáo là ăn thì ăn ức gà thôi, là cái chỗ mà lườn gà nó không có tí mỡ nào cả, ăn thì rất là không ngon, nó dai nhuếch, màu trắng,
thì ăn được, chứ còn ăn đùi gà là bắt đầu đỏ rồi, có cholesterol này. Ăn thịt lợn, thịt bò, thịt đỏ có cholesterol. Bà này bỏ thịt đỏ rồi, chỉ ăn lườn gà thôi, ăn cá thôi. Thế mà tại sao bà lại bị ung thư nhỉ? Bà không thể hiểu nổi. Tôi là người rất quan tâm sức khỏe, người khác mắc căn bệnh này còn có thể hiểu được, vì họ không quan tâm đến bản thân. Tôi thì không thể, không công bằng. Chính xác rằng tôi muốn nói rằng là người Việt Nam mắc căn bệnh này còn có thể hiểu được, vì họ không quan tâm đến bản thân, chứ tôi thì không thể, thật không công bằng. Tôi tập thể thao gì là quan tâm sức khỏe đến thế cơ mà, đúng không? Bỏ rượu bia, thuốc lá và thịt đỏ rồi mà. Thế thì bà này cảm thấy thương hại cho bản thân rồi, đấu tranh, phải không? Đấu tranh nội tâm rất là răng xé. Thế thì là bà mới đi đến quyết định như sau, phải không? Bà đã được xem cái tế bào ung thư nó đã được người ta mổ ra như thế nào không? Và bà đã được tận mắt nhìn thấy khối u mổ ra từ vú là to bằng quả bóng chơi gôn. Nhưng mà các tế bào ung thư đã di căn lan ra khắp nơi rồi. Và bác sĩ bảo rằng họ phải thực hiện phẫu thuật cắt một bên ngực. Sau đấy họ lại cắt tiếp một bên ngực nữa, phải không? Để triệt tiêu. Nhưng thế quá nào đâu. Thì cuối cùng là cắt hết rồi, nhưng mà các bác sĩ theo dõi rất cẩn thận và luôn luôn an ủi bà là yên tâm. Chúng tôi sẽ xử lý được cho bà, chúng tôi sẽ chữa khỏi cho bà. Nhưng cuối cùng thì khối u được theo dõi gắt gao đến như thế mà cuối cùng lại vẫn di căn đến đâu, ăn vào xương và cổ trái của tôi. Rõ ràng sự bất lực, đúng không? Mặc dù luôn miệng an ủi rồi, suy sụp về cảm giác bị phản bội bởi hệ thống y tế và bởi chính cơ thể mình, tôi tình nguyện tham gia vào nghiên cứu chữa bị bệnh ung thư vú được tiến hành bởi bác sĩ theo trường phái tự nhiên là John McDougan. Cô này sẽ phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và hoàn toàn chay, không, thậm chí không trứng không sữa, hoàn toàn không sử dụng được các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Bởi vì theo lý thuyết thì là tế bào ung thư nếu như không ăn các đồ động vật vào nó sẽ không được nuôi. Bởi vì các chất có nguồn gốc thực vật vào thì tế bào ung thư sẽ không ăn được mà nôn nàn và nó sẽ bảo vệ. Thế thì đây là một phương pháp ngay cả người Mỹ cũng áp dụng, mà ngay cả bệnh người Mỹ áp dụng là nhiều đấy. Tuy nhiên người ta không áp dụng như phương pháp Osawa chúng ta là gạo nước muối bùn đâu, nhưng người ta là một chế độ chay hoàn toàn, các sản phẩm toàn tự nhiên, ăn rất nhiều đồ rau sống, đồ được nuôi dưỡng bằng phương pháp sinh học, không có thuốc trừ sâu hóa chất, ăn các loại rau sống, ăn sống hết, không có lược gì cả. Đó là những cái trường phái khác nhau đều gọi là dưỡng sinh cả. Thế thì bà này ăn như thế, nhưng ở bên Mỹ người ta rất cẩn thận bởi vì dễ bị dính pháp luật, cho nên ông John McDougan là bác sĩ này trước khi bà tham gia phải ký cho tôi là tôi tình nguyện tham gia phương pháp này là do hoàn toàn tâm toàn ý của tôi là theo, chứ không phải được dụ dỗ gì bởi cái ông này để người ta tránh trách nhiệm sau đó. Thế thì tôi tình nguyện tham gia vào. Và trở ngại duy nhất ở đây là bà này không được hóa trị và xạ trị, bởi vì nếu thế thì hỏng hết thí nghiệm. Đây tôi đang thí nghiệm là chỉ riêng chế độ ăn uống có khỏi ung thư không. Thì là trở ngại duy nhất ở đây của tôi là không được xạ trị và hóa trị, bởi bác sĩ muốn biết liệu người chỉ ăn kiêng không thôi có thể chống lại được bệnh ung thư hay không. Và thế là bà này gặp phải sự phản đối của tất cả những người thân trong gia đình, ngay cả chồng. Trong này không nói rõ lắm nhưng hình như là chồng cũng bỏ, bởi vì là thay đổi lối sống là sự khác biệt từ tư tưởng rồi. Anh này còn bảo là tại sao cô lại có thể tin vào những chuyện rác rưởi như thế. Tại sao anh này lại nói cô tin những chuyện rác rưởi như thế, trong khi hàng ngày hàng giờ chính anh ta lại đang tiếp nhận gì? Rác rưởi vào người. Từ thức ăn, từ nước uống, từ không khí và từ thông tin rác rưởi nữa. Trong khi đó thì anh này lại bảo cô này lại đi tin những chuyện rác rưởi đó. Đó là điều trêu trêu của con. Không những thế, cô này tình nguyện tham gia vào cái cuộc nghiên cứu này và ăn kiêng hoàn toàn là vegan. Vegan ấy, tức là hoàn toàn là chay. Thì cô này lại còn thấy một cái cuộc thi người thép diễn giả Mỹ. Thì cô lại trở nên, sau khi ăn kiêng cô cảm thấy người nó tràn trề sinh lực mà. Cô bảo tôi cũng muốn tham gia cuộc thi này. Mà cuộc thi này thì không hề đơn giản thế nào. Cho nên nó bị gọi là người thép bơi 4 cây. Người đó phải thực hiện những nhiệm vụ sau: nhảy xuống bơi 4 km, sau đấy nhảy lên xe đạp, đạp xe 200 km, sau đấy chạy 42 km. Chỉ riêng một cái nhiệm vụ chạy trong đó thôi thì đã là 42 km là bằng với chạy marathon rồi. Thế thì bà này quyết định làm, mà bà này cũng đã 47 tuổi nhé, mà lại ăn chay nhé. Thế thì người khác bảo là cô thật chỉ có mặt tự tử thôi, phải không? Bác sĩ cũng bảo cô điên thật rồi, phải không?
Thế thì các bác sĩ bảo tôi là người hoàn toàn mất trí. Thế thì cũng từ đó chính là lúc cô không còn tin vào bác sĩ nữa rồi. Và cuối cùng thì cô đã tả qua, chúng ta sẽ lướt qua và tả qua cái quá trình tập luyện như thế nào và cô đã thực hiện được cuộc thi người theo đấy. Đó là một điều kỳ tích, và ăn chay đấy, vẫn đầy đủ chất đấy, không thiếu gì mà lại còn khỏe như thế. Nhắc lại, chạy 4 km, lên bờ lấy ngay một xe đạp đạp 200 km, tức là đạp về Hải Phòng rồi quay ngược lại, sau đấy bỏ xe đạp đấy chạy 42 km. Đó là cơ thể hết và đòi hỏi là cơ thể nó có thể sử dụng nguồn năng lượng, nó biết huy động nguồn năng lượng một cách hữu ích nhất từ thức ăn. Cô đang toàn chay. Thế thì bây giờ thì cô đã khác rồi, cái buổi đầu tiên cô chạy được cái đấy, còn bây giờ thì cô đã người quá nổi tiếng trong cái cuộc thi hành xác như thế rồi. Cô này không rõ là cô đã thi biết bao nhiêu cuộc thi như thế, huy chương vàng đầy nhà rồi đó. Huy chương vàng đầy nhà và bao nhiêu nổi danh trong cái cuộc thi như thế rồi đó. Và trên người tôi giờ không còn dấu vết nào của ung thư. Đây là rút hay thích. Hiện giờ trên cơ thể tôi chẳng còn dấu vết nào căn bệnh ung thư nữa. Tôi vẫn tiếp tục chế độ ăn kiêng. Tôi ăn rất ít chất béo trong vòng hơn 20 năm qua và chưa bao giờ cảm thấy mình khỏe mạnh săn chắc như thế. Giờ đây những ai còn hồ nghi về chế độ ăn chay là không có năng lượng, là không đủ chất thì hãy nhìn vào trường hợp bà này xem. 67 tuổi rồi mà cảm thấy chưa từng khỏe như thế. Tính như hôm nay tôi tham gia các cuộc thi, các môn thể thao phối hợp dành cho những người thép được 6 lần. Hơn 100 cuộc thi nhỏ khác, tổng cộng 67 cuộc chạy marathon và hàng trăm cuộc chạy của cự ly ngắn hơn. Và năm 1999, tức là lúc đấy vào khoảng là 60 mấy tuổi rồi đấy, gần 70 rồi, thì bà này được bầu là một trong 10 người phụ nữ khỏe nhất nước Mỹ. Và trong cuộc thi thời đại khỏe mạnh thì số điểm của tôi tương đương với một cô gái 32 tuổi. Và điểm aerobic là một cái bài tập của nó là rất là nặng nề, mạnh mẽ đấy, phải không? Thì là tương đương cô gái 16 tuổi. Đây là chính là một câu trả lời cho những ai còn hồ nghi. Tại sao họ hồ nghi? Bởi vì họ không muốn theo con đường đấy. Họ tìm đủ mọi lý lẽ để phản bác lại cái chế độ ăn chay đó. Họ tìm một cách nào là ăn chay thiếu chất, nào là ăn chay thế này nọ, nào là này nọ. Tất cả chỉ vì họ không thể từ bỏ nổi con đường đấy. Cái lưỡi, họ đã là nô lệ cái lưỡi của họ rồi. Thế thôi, chứ họ sẽ, nếu tôi có giới thiệu cho họ những cái bài này, họ cũng sẽ bảo đây là nản lý thôi, đây là rác rưởi thôi, đúng không? Trong khi đó bà này cũng đang sống sờ sờ. Một cái điều quan trọng nữa là mật độ xương của tôi đã tăng trong suốt những năm khi tôi độ tuổi 50-60. Một điều mà ai cũng nghĩ là không thể. Sau khi chúng ta đã học về cân bằng nội môi pH thì các bạn có thể giải thích được chuyện này không? Tại sao xương của bà này lại chắc, khỏe và tăng lên và sao? Sau khi chúng ta đã qua cái phần giới thiệu về độ pH cơ thể, axit thì sao, tiền là sao, các bạn còn nhớ không? Nếu cơ thể bị axit thì sao? Thì canxi rút ra từ xương. Bà này ăn như thế thì làm sao mà cơ thể axit được? Và trong khi đó lại cơ thể lại có thể sử dụng tốt nhất những canxi trong dù ít ỏi nhưng trong các rau, nhưng mà kiếm được đồng nào là bù đắp ngay vào xương đồng đấy, đúng không? Thế trong khi đó những người ăn thịt, uống sữa, lốc sữa thì thì và ngược thì ngược lại lại chỉ bị rút canxi ra và thận sẽ chỉ bị đóng sỏi thận ở thận thôi. Rất đơn giản, đây chính là một cái tát vào nền các gọi là khoa học phương Tây đấy. Tuổi đấy là nội tiết thế này, nội tiết thế nọ, là xương của mình tới đây, trong khi là mật độ xương của tôi đã tăng lên chứ không giảm đi. Tiếp đến chúng ta xem đến cái gì. Huyết áp của tôi là 90-60, không hề thấp thì thế nào. Nếu như theo quan điểm nhau hiện đại thì đó phải là thấp, đúng không? Nhưng bà này chạy một cuộc thi người thép thì không thể bảo bà yếu được rồi. 90-60 rồi, cơ thể của bà rất ít mỡ, 15% là mỡ. Bà này chia sẻ những thông tin như thế và để nói rằng những gì mà tôi đạt được là nhờ sự nỗ lực tập luyện tính tỉ được của bản thân mình. Vì tôi ăn chay hoàn toàn nên tôi không còn dùng mỡ thịt hay các sản phẩm từ bơ sữa nữa, nên tôi đáng ra sẽ bị thiếu protein, canxi và sắt. Thế nhưng mà không hề. Và bà này nói rằng có lẽ tôi là một trường hợp bất bình thường theo các tiêu chuẩn của y học. Đấy là câu chuyện của bà Ruth Hendrick. Nếu các bạn có điều kiện thì tìm đọc cái quyển Chicken Soup for Body and Soul tập 6 của ông.
trong đấy có câu chuyện của bà này. Trong cái tập đấy còn rất nhiều những chuyện hay nữa, chẳng hạn về hai cha con cũng rất là nỗ lực tập luyện, vâng, cũng dùng ý chí để vượt lên tất cả nhưng lại không hiểu biết về thực dưỡng, mà không hiểu biết về dinh dưỡng đúng, cho nên là cậu con là bị suy thận và cuối cùng ông bố lại nhường trong quả thận của mình để ghép thận vào. Thế nhưng mà khốn khổ thay, bất hạnh thay là quả thận của ông con dùng được có 1-2 năm thì là nó bị thải ghép. Nó bị thải ghép và thế là ông bố thì bị suy yếu đi sau khi bị hiến mất quả thận, bị suy yếu đi, ốm yếu đi rõ rệt. Mà thằng con thì lại không dùng được cái sự hy sinh lớn lao vào nữa. Nhưng cái câu chuyện đó là về cái khác, nó là về ý chí của những con người. Dù là cái cậu thanh niên đó suy thận và tiểu đường nó vẫn tham gia các cuộc thi kiểu như người khác như thế này. Đó. Nhưng mà ở trong cái chuyện về hai bố con đấy thì chúng ta tìm được những thông điệp khác, và thông điệp khác về là cái lầm lạc trong cái hiểu biết. Chỉ ý chí không đủ đâu, chỉ tập luyện không đủ đâu, chúng ta còn phải biết ăn uống dinh dưỡng thực sự nữa. Cái đấy mới quan trọng. Chứ còn không dù ý chí mạnh mẽ đến như mấy mà vẫn tham gia cuộc thi người khác nhưng vẫn phải ghép thận, vẫn bị tiểu đường đó. Và một sự hy sinh bị uổng phí của ông bố cho thằng con một quả thận của mình. Đấy. Không dám uống sữa bò. À, sữa bò đúng không? Sữa bò thì đấy, có con bài giới thiệu nốt luôn. Thế thì trong bài này nó nói về sữa ấy. Sữa là chất gây dị ứng số 1, kích ứng hệ miễn dịch. Bởi vì cái đạm sữa, chúng ta đã nói về cái sức đề kháng của cơ thể, nó là cơ chế nhận biết địch ta. Địch ta tức là cứ địch thì tiêu diệt. Thế thì địch ta ở đây dựa vào đâu? Dựa vào cái thông tin của cái đạm, của cái protein này. Thế thì cái đạm sữa nó quá khác với đạm người. Chính vì thế khi vào một cái là lập tức là hệ miễn dịch chúng ta bị dựng dậy ngay để báo động. Báo động ngay và lập tức nó huy động rất nhiều ra. Nhưng chính vì nó hay bị kích ứng quá cho nên nó trở nên là cáu bẩn. Nói nôm na như thế, nó dễ bị chọc giận. Và đến mức nào đấy thì nó dễ bị nổi điên. Khi nó nổi điên rồi, sau một thời gian dài bị chọc giận liên tục bởi các loại đạm mà cứ phải đánh thức nó dậy, đúng không? Để nó dựng nó dậy để tấn công, chống lại, thì cuối cùng là nó trở nên rối loạn và nó tấn công cả tế bào của chính mình. Và khoa học đã chính thức công nhận là có một cái loại tiểu đường là do là uống sữa. Tiểu đường do uống sữa bởi vì là uống sữa nhiều vào rồi thì các cái kháng thể của cơ thể tiết ra để ngay lập tức tiết ra rất nhiều để chống lại đạm sữa đó, thì là cái bọn đấy nó cũng nổi điên lên, nó tấn công cả các tế bào của tuyến tụy và là tiêu hủy, cắn xé nát các tế bào tuyến tụy. Và khi tắm gần hết rồi thì là chỉ còn là không còn tiết được ra nhiều insulin nữa là chúng ta bị tiểu đường. Đây, đây là câu này là tội phạm hóa ra chính là sữa, đạm sữa bò, mà được gọi là chất albumin, huyết tương của bò, bovine serum albumin, tức là albumin huyết tương của bò. Chúng ta cứ tưởng tượng là cái chất lỏng từ một cái con vật khác mà chúng ta lại dám uống thì kỳ lạ thật. Tất nhiên là tôi cũng đã từng có những lầm lạc, chính tôi cũng đã từng có sai lầm. Vậy nó ngon, nhưng bây giờ cứ ngẫm lại thì thấy sợ. Một cái chất lỏng từ một cái con vật khác, nó tiếp một cái thứ nước từ một cái người khác ra mà chúng ta đang uống, đúng không? Đây. Thế thì đây là diabetes đây. Diabetes đó là khi 80-90% các tế bào beta của tuyến tụy bị tiêu hủy do kháng thể của chính chúng ta. Đấy là cái điều phải nói là rất là nghịch lý, đúng không? Thế thì người ta tổng kết lại thì quả thật là những nước tiêu thụ nhiều sữa nhất là những nước mà bị bệnh tiểu đường nhiều nhất và bị bệnh đa xơ cứng, đó là cái bệnh mà các tế bào thần kinh nó bị, các tế bào miễn dịch nó cắn xé nát ra. Một trong những người bị bệnh mà chúng ta có thể biết được là ca sĩ Ngọc Lan ở hải ngoại Mỹ. Ca sĩ Ngọc Lan là Việt Kiều mà nổi hát rất hay đấy, là cũng bị bệnh này. Có 2-3 năm là bà ấy chết. Đúng ra thì cái bệnh này thường nó tiến triển khoảng 10 năm thì chết, bà này 2-3 năm thì chết. Theo một số người bảo rằng là bà này là sống trong cái áo hào quang sân khấu, cho nên là cái nỗi đau của bà khi bị bệnh nó đau hơn người khác, cho nên nó chết sớm, đau khổ quá. Thế thì bệnh này là hỏng hết thần vận động, hỏng hết các giác quan, bởi vì các tế bào thần kinh hỏng mà. Hỏng không dẫn truyền tín hiệu nữa là chân tay co cóp để đi lại và ngã, trực chỉ trực ngã thôi, cầm đồ vật rơi vào, rồi nhìn ra, rồi cảm giác ra những cái điều nó sai lệch đi. Thế thì cái bệnh này ở nước ngoài được coi là không chữa được. Chúng ta sẽ xem tiếp nhá. Đấy là qua cái phần mà nói về cái tác dụng nguy hại của sữa đối với các bệnh tự miễn. Tức là sữa kích ứng hệ miễn dịch quá mãnh liệt, làm cho nó lâu dần, nó cáu giận, nó bị chọc giận nhiều quá và nó bạch tính. Và đến lúc cuối cùng là nó nổi điên và đi tấn công các tế bào của chính mình.
Đây là một công trình khoa học ạ. Bây giờ chúng ta hãy xem cái câu chuyện của cô Sarah ạ. Đây, Story of Sarah. Tức là cô này đang có một cuộc sống bình thường thì bỗng dưng là cô cảm thấy thỉnh thoảng bị vấp ngã. Thỉnh thoảng là bị tuột tay khỏi, các đồ vật tuột khỏi tay đó. Và dần dần cuối cùng thì đi đến là một nửa bên cơ thể là bị tê cứng lại. Cô này nghĩ là do ngủ không đúng tư thế, phải không? Vẫn không ăn thua, thay đổi tư thế ngủ vẫn không ăn thua. Và cuối cùng đến bác sĩ thì bác sĩ chẩn đoán ra là tôi đã bị bệnh đa xơ cứng ở thể lành tính. Ở thể lành tính tức là kiểu như là ông ta nói rằng là cái nhà thần kinh học của Mỹ nói rằng là nó không tiến triển, nó chỉ dừng ở mức đấy thôi. Nó sẽ không tiến triển đâu, nó sẽ chỉ dừng ở mức là cô đi đâu cô sẽ phải cố gắng thận trọng từng bước chân một, không được dễ ngã đấy. Vào trong bồn tắm thì không được tắm nước nóng nữa. Tôi không hiểu tại sao không được tắm nước nóng nữa. Đây, ông này khuyên cô này là không được chạy buổi sáng nữa và không được tắm nước nóng nữa. Và ông này nói rằng tôi không thể làm gì cả. There was nothing you could do. Một bác sĩ đã nói với cô ấy rằng tôi không thể làm gì cả. Thật hay là ông này đã thú nhận như vậy. Rồi chúng ta xem tại sao việc ông này nói tôi không thể làm gì đã là cánh cửa để mở cho cô thoát khỏi thảm họa vào. Tôi không hề ngạc nhiên gì. Tôi không hề để ý được rằng một bác sĩ tên tuổi ở trong bác sĩ trong một bệnh viện của một thành phố lớn, bệnh viện nổi tiếng của thành phố lớn lại nói với tôi rằng I couldn't do anything, tức là gì? Tôi không thể làm gì cả. Tôi chẳng thấy lấy gì làm ngạc nhiên cả. Tôi nghĩ rằng có những bệnh mà người ta phải bó tay. Và thế là cô này vẫn tiếp tục sống thì càng ngày những cái dấu hiệu nó càng tăng lên, phải không? Và cuối cùng là cô này hay ngã hơn, hay rơi đồ vật hơn, phải không? Thế thì cuối cùng thì lại một lần khác cô ấy tiến triển quá, cô ấy đến bác sĩ khác. Thì lần này bác sĩ đã bảo cô là bị bệnh ác tính rồi, tức là nó đang tiến triển đấy. Thế thì cô cũng chẳng hiểu nữa, cô lại vẫn tiếp nhận. Sau đấy cô đi tìm khắp nơi những thông tin về cách chữa bệnh này. Và cuối cùng thì cô tìm thấy là một số người, chẳng hạn như là một đạo diễn của Hollywood, ngồi xe lăn 20 năm vì bệnh này, mà cuối cùng đã đứng trên được chỉ nhờ thay đổi chế độ ăn uống. Thế thì cô này coi như là không thể tin nổi. Không thể tin nổi là cô cũng theo cái ông này, nhưng mà chế độ ăn kiêng của ông là chưa đủ. Chế độ ăn kiêng đấy của cô là chưa đủ, bởi vì là một số trường hợp là nó mạnh quá, nặng quá, không đủ đâu. Ông kia đứng lại được, đi lại bình thường được, chỉ nhờ là bỏ bánh mì trắng, bỏ sữa, bỏ đường. Nhưng đối với cô thì là chưa đủ. Và cô do một cái duyên trời định, một cái duyên lành, cô đã đến phương pháp Oshawa. Và cô đã khỏi. Cô này có nói một số câu rằng rất hay này. Nói rằng tôi đã biết thực dưỡng từ rất lâu. Nhưng mà khi mà bạn khỏe mạnh thì bạn không thấy có lý do gì để thay đổi cái lối sống của bạn. Đúng không? Đây, tôi đã biết macrobiotic đã nhiều năm nay. Nhưng mà khi mà bạn khỏe mạnh thì bạn không thấy có cái lý gì mà bạn phải thay đổi lối sống cả. Và một câu nói nổi tiếng sẽ là gì? Nếu như không hư hỏng cái gì thì chẳng cần phải sửa chữa, đúng không? Nhưng mà cái đấy là một cái sai lầm. Phải thay đổi trước khi là quá muộn. Cô này hoàn toàn ăn thực dưỡng trong vòng 4 tháng thì tất cả đã mất hết. Tất cả chứng bệnh của cô mất hết. Cô đã vứt được bỏ cái nặng của cô rồi. Đã có thể thoải mái tắm rửa, đã có thể chạy buổi sáng được rồi. 4 tháng thực dưỡng. Cô này rất hay, phải không?